Kính thưa quý thầy cô, tôi xin được thay mặt nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam gửi đến quý thầy cô lời chào và lời chúc sức khỏe. Hôm nay, nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam xin trân trọng gửi đến quý thầy cô ở các điểm cầu Sơn La, Điện Biên, Kiên Giang, Tuyên Quang, Lai Châu, Lâm Đồng, Đắk Nông và Khánh Hòa bộ sách giáo khoa kết nối tri thức với cuộc sống và môn lớp 11. Thưa quý thầy cô, trên màn hình là bộ sách giáo khoa của nhà Việt Nam. Chúng tôi xin được gửi đến quý thầy cô môn mỹ thuật với tổng chủ biên Phó giáo sư tiến sĩ Đinh Gia Lê là tôi và đồng chủ biên Thạc sĩ Phạm Duy Anh, giáo sư tiến sĩ Trịnh Sinh. Ngoài ra còn có 16 tác giả trong các cái chuyên ngành độc lập của 10 nội dung, đó là tiến sĩ Trần Hậu Anh, tiến sĩ Đào Thị Thúy Anh, thạc sĩ Vương Quốc Chính, phó giáo sư tiến sĩ Vũ Hồng Cương, thạc sĩ Đông Hưng, thạc sĩ Nguyễn Thùy Linh, thạc sĩ Nguyễn Thị May, thạc sĩ Chu Thị Kim Ngân, phó giáo sư nhà giáo nhân dân Nguyễn Hữu Phần, phó giáo sư tiến sĩ Hoàng Minh Phúc, thạc sĩ Lê Kiều Trang, thạc sĩ Trần Ngọc Thanh Trang, thạc sĩ Trần Trọng Chi, thạc sĩ Đỗ Đình Tuyến và thạc sĩ Trần Thanh Việt. Kính thưa quý thầy cô, môn học mỹ thuật cấp trung học phổ thông gồm có 10 nội dung và một chuyên đề. Chính vì thế, khi xây dựng đội ngũ tác giả, nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã mời 19 các tổng chủ biên, chủ biên tác giả là các phó giáo sư, tiến sĩ, thạc sĩ, các chuyên gia đầu ngành trong từng lĩnh vực để biên soạn cuốn sách này. Khái quát chung về sách giáo khoa mỹ thuật lớp 11. Về quan điểm biên soạn sách giáo khoa trên cơ sở là nội dung giáo dục mỹ thuật được mở rộng, phát triển kiến thức, kỹ năng mỹ thuật đã hình thành ở giai đoạn giáo dục cơ bản. Nội dung biên soạn tiếp cận các nhóm ngành nghề liên quan đến nghệ thuật thị giác và có tính ứng dụng trong thực tiễn. Nội dung biên soạn giúp học sinh tìm hiểu và có định hướng nghề nghiệp phù hợp với bản thân dựa trên nhu cầu thực tế, ứng dụng với xã hội. Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam khi trình bày môn mỹ thuật trung học phổ thông thì theo đó sách giáo khoa môn mỹ thuật lớp 11 được biên soạn bám sát theo nội dung yêu cầu cần đạt trong chương trình môn mỹ thuật 2018. Các hoạt động trong sách được tổ chức theo hình thức khám phá, trải nghiệm và thực hành sáng tạo mỹ thuật. Nội dung trong sách không chỉ giúp học sinh có hiểu biết về mối quan hệ giữa mỹ thuật với đời sống mà còn có tính định hướng nghề nghiệp theo sở thích năng lực của người học. Khái quát chung về khung chương trình mỹ thuật trung học phổ thông. Nội dung giáo dục là 70 tiết trên năm, gồm có 10 nội dung và chuyên đề học tập 35 tiết trên năm, gồm có 3 nội dung. Ở lớp 10, 11 và 12 thì nội dung lý luận và lịch sử mỹ thuật, hội họa, điêu khắc, đồ họa tranh in gồm có 4 nội dung đã được nối có từ lớp 1 đến tận lớp 12 với mức độ khác nhau. Ví dụ như ở lớp 10 môn lịch sử mỹ thuật là lịch sử mỹ thuật, lớp 11 là lý luận mỹ thuật, tìm hiểu tác giả tác phẩm. Lớp 12 là tổ chức triển lãm mỹ thuật, trưng bày sản phẩm, tác phẩm ở môn hội họa. Ở lớp 10 là tranh chất liệu chì than, lớp 11 là tranh chất liệu màu nước và lớp 12 là tranh chất liệu màu bột. Về điêu khắc thì ở lớp 10 là phù điêu, lớp 11 là tượng tròn và lớp 12 là sắp đặt. Về đồ họa tranh in thì lớp 10 là tranh in bản dập, lớp 11 là tranh in nổi và lớp 12 là tranh in độc bản. Về thiết kế công nghiệp và thiết kế thời trang, thiết kế đồ họa, ba nội dung này thì có từ cấp trung học cơ sở ở phần mỹ thuật ứng dụng. Về thiết kế công nghiệp ở lớp 10 là thiết kế đồ chơi, lớp 11 là thiết kế đồ trang sức và lớp 12 là thiết kế tạo dáng công nghiệp, đồ gia dụng. Về thiết kế thời trang thì ở lớp 10 là vẽ mẫu trang phục, ở lớp 11 là thiết kế phụ kiện thời trang và lớp 12 là thiết kế trang phục. Về thiết kế đồ họa, ở lớp 10 là thiết kế logo, lớp 11 là thiết kế xuất bản phẩm, bìa sách và lớp 12 là tranh áp phích. Có 3 nội dung thiết kế mỹ thuật đa phương tiện, thiết kế mỹ thuật sân khấu điện ảnh và kiến trúc là 3 nội dung chỉ có ở từ cấp trung học phổ thông. Và ở lớp 10, phần thiết kế mỹ thuật đa phương tiện là nhiếp ảnh, lớp 11 là video clip và lớp 12 là thiết kế mỹ thuật website.
thiết kế mỹ thuật sân khấu điện ảnh thì lớp 10 là thiết kế mỹ thuật sân khấu, lớp 11 là thiết kế mỹ thuật điện ảnh, bối cảnh phim hoạt hình, và lớp 12 là thiết kế trang phục nghệ thuật. Về kiến trúc, ở lớp 10 là công trình kiến trúc, lớp 11 là thiết kế nội thất và lớp 12 là bảo tồn di sản kiến trúc. Và như quý thầy cô đã thấy thì 10 cái nội dung mà được nêu ở trong chương trình 2018 đã được phân tách cụ thể cho từng nội dung một và có sự tiếp nối phát triển ở từng lớp 10, 11, 12 để đảm bảo từng cái nội dung có cái sự liên kết đầy đủ về cái nội dung mà được trình bày trong sách. Nên khi học sinh tham gia học môn mỹ thuật và thích thú môn mỹ thuật để học ở cấp trung học phổ thông thì các em sẽ được học, ví dụ như lý luận và lịch sử mỹ thuật, các em sẽ được học từ bước đầu tiên cho đến tận bước cuối cùng của lý luận và lịch sử mỹ thuật cũng như là các môn học khác. Về chuyên đề học tập 35 tiết trên năm thì gồm có 3 phần là hình họa, trang trí và bố cục. Với hình họa ở lớp 10 là khối cơ bản, lớp 11 là tượng phạc mảng và lớp 12 là tượng chân dung. Về trang trí, hình vuông lớp 10, hình tròn lớp 11 và đường diềm lớp 12. Về bố cục, lớp 10 là tranh phong cảnh, lớp 11 là tranh sinh hoạt, lớp 12 là trang trí bố cục từ hình khối cơ bản. Nội dung dành cho học sinh rèn luyện kỹ năng và năng khiếu ở một số trường nghệ thuật. Thì với cái sơ đồ mà chúng tôi trình bày ở trên, quý thầy cô có thể theo dõi ở cột lớp 11, những cái nội dung mà hôm nay chúng tôi trình bày nó sẽ nằm ở các cái phần lý luận, mỹ thuật, tìm hiểu tác giả tác phẩm, tranh chất liệu màu nước, tượng tròn, tranh in nổi, thiết kế đồ trang sức, thiết kế phụ kiện thời trang, thiết kế xuất bản phẩm, video clip, thiết kế mỹ thuật điện ảnh, bối cảnh phim hoạt hình, thiết kế nội thất, tượng phạc mảng, hình tròn và tranh sinh hoạt. Thưa quý thầy cô, với các quý thầy cô đã học ở trong các cái trường sư phạm mỹ thuật, các cái trường về nghệ thuật hoặc là các cái trường chuyên về lĩnh vực mỹ thuật, thì các thầy cô có thể nhìn thấy là với chuyên đề học tập có thể nói là 100% các trường đào tạo liên quan đến đại học hoặc là cao đẳng liên quan đến nội dung mỹ thuật đều các thầy cô đều đã được đào tạo. Còn những phần ở các cái nội dung còn lại, có những nội dung quý thầy cô đã được tiếp cận và có thể nói là học kỹ và được thực hành ở trong các trường cao đẳng và đại học, ví dụ như môn lý luận và lịch sử mỹ thuật, môn hội họa, môn điêu khắc, môn đồ họa. Và có những cái nội dung mà ở trong các trường, nếu như không là những trường chung về sư phạm mỹ thuật, thì quý thầy cô có thể chú ý tìm hiểu, đó là thiết kế đồ trang sức, thiết kế phụ kiện thời trang, thiết kế xuất bản phẩm bìa sách, video clip, thiết kế mỹ thuật điện ảnh, bối cảnh phim hoạt hình và thiết kế nội thất. Thế thì với cái chương trình 2018, nội dung của môn mỹ thuật cấp trung học phổ thông là gồm có 70 tiết trên năm và 17,5 tiết cho một nội dung, tức là các em lựa chọn 4 trên 10 nội dung để học và mỗi nội dung là 17,5 tiết, và tổng của cái 4 nội dung các em lựa chọn nó sẽ là 70 tiết trên năm và 35 tiết ở cái phần chuyên đề học tập là độc lập. Và tổng số nếu như một em học sinh học môn mỹ thuật ở cấp trung học phổ thông sẽ học là 105 tiết trên năm. Và trong năm học 2023-2024 thì sách giáo khoa mỹ thuật 11 là bộ sách giáo khoa mỹ thuật cấp trung học phổ thông duy nhất sử dụng trong trường phổ thông. Thuộc cái bộ sách giáo khoa mỹ thuật xuyên suốt cả 3 cấp tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông. Tại sao chúng tôi tự hào nói là môn học duy nhất xuyên suốt cấp tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông? Báo cáo quý thầy cô là ở cấp tiểu học và trung học cơ sở, nhà xuất bản giáo dục Việt Nam xây dựng 2 bộ sách là Kết nối tri thức với cuộc sống và Chân trời sáng tạo được thực hiện từ lớp 1 đến lớp 9, đến cấp trung học phổ thông từ lớp 10 đến lớp 12. Chúng tôi tập trung nguồn lực, đội ngũ tác giả chuyên ngành sâu của cả 2 bộ sách, như là cô Phó giáo sư tiến sĩ Phúc, cô Thạc sĩ May là 2 tổng chủ biên và chủ biên của bộ Chân trời sáng tạo bản 2 đã được mời vào nhóm Kết nối tri thức với cuộc sống để viết các cái nội dung của cái lớp 10 và 11, 12. Và đến từ năm 2022, khi mà Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng đã ký thông qua cái sách môn mỹ thuật lớp 10, thì
duy nhất trong toàn quốc là nhà có mỗi bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống của nhà xuất bản giáo dục Việt Nam được Hội đồng Thẩm định Quốc gia thông qua và được đưa vào sử dụng. Tức là trong tất cả các môn học từ lớp 1 đến lớp 12 thì có duy nhất cái bộ kết nối tri thức với cuộc sống và môn mỹ thuật ở cấp trung học phổ thông là bộ sách được Hội đồng Thẩm định Quốc gia thông qua và đưa vào giảng dạy. Các nguyên tắc để biên soạn sách giáo khoa mỹ thuật lớp 11. Thứ nhất là chuẩn mực, bám sát nội dung yêu cầu cần đạt trong chương trình mỹ thuật 2018 cũng như đáp ứng được tính sư phạm, chuyên ngành, khoa học, nội dung lựa chọn có sự logic chặt chẽ, từ đơn giản đến phức tạp, đáp ứng được tính đại trà và năng khiếu của học sinh. Hiện đại, cập nhật tri thức mới, nội dung hình thức trình bày trên cơ sở thuận tiện cho việc sử dụng sách của học giáo viên và học sinh. Và với cái ba cái tiêu chí chuẩn mực, khoa học và hiện đại là ba cái tiêu chí chung của nhà xuất bản giáo dục Việt Nam đối với tất cả các môn học, các cấp và các lớp học. Về cấu trúc của mỗi bài học thì cấu trúc của mỗi bài học được xây dựng ở bốn nội dung: khám phá, nhận biết, thảo luận và vận dụng. Cấu trúc trong nội dung giáo dục gồm bốn phần phù hợp với việc tổ chức các hoạt động học theo hình thức trải nghiệm và định hướng sản phẩm ở mỗi hoạt động. Theo đó, với quá trình này, học sinh lĩnh hội đối tượng theo một quá trình tường minh rõ ràng, giáo viên kiểm soát được quá trình lĩnh hội của học sinh chặt chẽ, phát hiện được vướng mắc ở khâu nào để đưa ra phương án hỗ trợ phù hợp. Ở trong nội dung khám phá, hoạt động này giúp học sinh tìm hiểu có nhận thức ban đầu về nội dung bài học, về nội dung nhận biết. Hoạt động này giúp học sinh lĩnh hội và hình thành kiến thức, kỹ năng liên quan đến bài học. Về nội dung thảo luận, hoạt động này củng cố nội dung yêu cầu cần đạt của bài học. Về nội dung vận dụng, trong hoạt động này học sinh sử dụng kiến thức, kỹ năng đã học để giải quyết những vấn đề của cuộc sống liên quan đến bài học. Cấu trúc của mỗi bài học trong chuyên đề học tập thì quan sát và nhận thức là hoạt động quan sát thực tế, tranh, ảnh, sản phẩm mỹ thuật thông qua các hoạt động trải nghiệm nhằm khám phá nhận thức thẩm mỹ của học sinh. Luyện tập và sáng tạo, phát triển kiến thức, hình thành kỹ năng đã học nhằm giúp học sinh có thể sáng tạo ra các sản phẩm ở bài học. Phân tích đánh giá là hoạt động giúp học sinh củng cố lại nội dung và mục tiêu của bài học thông qua việc trưng bày sản phẩm để cùng nhau thảo luận, phân tích và đánh giá. Vận dụng, học sinh sử dụng kiến thức, kỹ năng đã được hình thành để kết nối với giải quyết những vấn đề trong cuộc sống có liên quan đến bài học. Về nội dung, vị trí môn mỹ thuật trong cấp trung học phổ thông. Ở cấp trung học phổ thông, môn mỹ thuật là môn học lựa chọn, trong đó học sinh chọn 5 môn học từ 9 môn học thuộc nhóm môn lựa chọn. Mỗi nhóm chọn ít nhất một môn học và cụm 3 chuyên đề ở mỗi nhóm môn. Quý thầy cô có thể nhìn thấy trên màn hình, đó là các nội dung, các môn học địa lý, giáo dục kinh tế, pháp luật, vật lý, hóa học, sinh học, công nghệ, tin học, âm nhạc và mỹ thuật. Đấy là 9 cái môn học thuộc nhóm môn lựa chọn. Ở mỗi lớp trong cấp trung học phổ thông, học sinh lựa chọn 4 trên 10 nội dung với tổng số thời lượng là 70 tiết trên năm. Trong 10 nội dung bao gồm lý luận và lịch sử mỹ thuật, hội họa, đồ họa, tranh in, điêu khắc, thiết kế công nghiệp, thiết kế thời trang, thiết kế đồ họa, thiết kế mỹ thuật sân khấu, điện ảnh, thiết kế mỹ thuật đa phương tiện, kiến trúc. Quý thầy cô có thể nhìn thấy trên cái bảng phân chia thời lượng và số tiết ở nội dung thì mỗi một nội dung là 17,5 tiết và các em lựa chọn 4 trong 10 nội dung này để các em học thì tổng số của các em sẽ là 70 tiết trên một năm. Cùng với đó, chuyên đề học tập mỹ thuật 11 là nội dung giáo dục lựa chọn dành cho những học sinh yêu thích và có thiên hướng về mỹ thuật với tổng thời lượng là 35 tiết trên năm. Ở cái chuyên đề 1 là thực hành vẽ hình họa, 2 tìm hiểu cấu trúc hối mắt, mũi, miệng, tai, thực hành vẽ tượng chân dung, phạt bảng, trưng bày sản phẩm. Chuyên đề 2 là thực hành vẽ trang trí 2, tìm hiểu trang trí hình tròn, thực hành trang trí hình tròn và trưng bày sản phẩm. Ở chuyên đề 3 là thực hành vẽ bố cục 2, tìm hiểu tranh bố cục nhân vật, thực hành vẽ tranh bố cục nhân vật, trưng bày sản phẩm. Quý thầy cô có thể nhìn thấy là ba cái nội dung này nó là các ba cái phần tiếp nối cũng như là cái bảng trình bày đầu tiên của tôi nó liên quan đến lớp 10 và tiếp theo là sẽ ở cái chuyên đề học tập mỹ thuật lớp 12 nó sẽ là ở cái bước 3 thì hiện nay ở lớp 11 của chúng ta
và quý thầy cô đang theo dõi đấy là đang ở bước 2. Chính vì thế nên là thực hành vẽ hình họa 2 hay là trang trí 2, bố cục 2 là vì như vậy. Khái lược các nội dung giáo dục và chuyên đề học tập. Ở nội dung hội họa lớp 11 giúp học sinh biết được vẻ đẹp của nghệ thuật hội họa thông qua đặc điểm, kỹ thuật tranh màu nước. Những nội dung được biên soạn giúp học sinh thể hiện ý tưởng của bản thân thông qua những bức tranh màu nước theo ngôn ngữ đặc trưng của chất liệu này. Và thưa quý thầy cô, đây là cuốn sách về chuyên đề mỹ thuật hội họa lớp nội dung hội họa lớp 11. Quý thầy cô đã nhìn thấy trên trên màn hình đấy ạ. Và tiến tới đây khi mà nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam in và phát hành đại trà trên toàn quốc thì toàn bộ những cái sách của chúng ta được đến tay học sinh và đến tay quý thầy cô. Và thưa quý thầy cô thì với cái quyển sách này trong cái lớp 10 là các em học sinh đã được rất là thích thú và đón nhận. Và với 11 cuốn sách môn mỹ thuật, nó là môn học mà duy nhất có cái lượng mà sách giáo khoa cao nhất, bởi vì các em chỉ chọn 1 trên 4 trên 10 nội dung để các em học. Chính vì thế nên chúng tôi đã thiết kế để ra 11 cuốn sách. Khi các em lựa chọn nội dung nào thì các em chỉ cần mua cuốn sách đó để các em học. Như thế là đảm bảo cho các em học sinh sẽ sử dụng một cách tiết kiệm nhất. Và với một cái cuốn sách mà có cái nội dung phù hợp với 17,5 tiết thì việc mà đóng quyển nó cũng rất là phù hợp. Nếu như tổng số 10 nội dung và chuyên đề học tập của chúng ta mà đóng thành một quyển thì cái số trang nó sẽ lên đến khoảng gần 400 trang. Và như thế thì cái việc mà phải đem sách đi rồi là bảo quản sách cũng như là cái chi phí để mua những cái nội dung mà các em không thích, không học đến, nó cũng sẽ là một cái gánh nặng đối với cả học sinh và phụ huynh học sinh. Ở nội dung điêu khắc thì lớp 11 cũng cung cấp những kiến thức, kỹ năng giúp học sinh nhận biết được đặc điểm thể loại tượng tròn, liên hệ ý tưởng và thực hiện được phác thảo, hoàn thiện được tượng chân dung bằng chất liệu đất, đất sét hoặc là đất nặn. Thì những phần này thì chúng tôi cũng đã trình bày, nó có sự tiếp nối từ lớp 10 và hiện nay là lớp 11. Ở nội dung đồ họa tranh in ở lớp 11 thì biên soạn giúp học sinh thực hiện được các phác thảo, khắc ván in và in tranh. Qua sản phẩm mỹ thuật, học sinh bước đầu biểu đạt được cảm xúc thông qua kỹ thuật khắc in tranh và đánh giá được quá trình thực hành sáng tạo tranh in nổi. Ở nội dung thiết kế công nghiệp lớp 11, biên soạn giúp học sinh nhận biết được đặc điểm thiết kế đồ trang sức, biết được mối quan hệ giữa thiết kế đồ trang sức với đời sống, liên hệ ý tưởng thể hiện cũng như nhận định được mối quan hệ giữa tính thẩm mỹ và tính ứng dụng của sản phẩm đồ trang sức. Ở nội dung thiết kế đồ họa lớp 11 giới thiệu những kiến thức, kỹ năng cơ bản của thiết kế xuất bản phẩm, giúp học sinh bước đầu biểu đạt được ý tưởng nội dung ở bìa sách, thực hiện được phác thảo và hoàn thiện thiết kế bìa sách. Ở nội dung thiết kế thời trang cấp lớp 11 được biên soạn nhằm giúp học sinh nhận biết được đặc điểm cơ bản của thiết kế phụ kiện thời trang, các bước xây dựng ý tưởng, vẽ thiết kế, lựa chọn chất liệu cơ bản, thực hành hoàn thiện một sản phẩm phụ kiện thời trang đơn giản. Và môn học này với cái việc mà làm các cái phụ kiện thời trang cũng như là ở lớp 10 và sau này là lớp 11 là cái môn học mà được rất nhiều học sinh ở cấp trung thông hứng thú. Và trong năm vừa qua lớp 11 mặc dù điều kiện của các trường ở trung học phổ thông chưa có đảm bảo được phòng học hay là lượng giáo viên đầy đủ để dạy, nhưng mà các em học sinh đã tự mua sách, tự học và tự nghiên cứu theo những cái quyển sách của chúng tôi. Và với quyển mỹ thuật thiết kế thời trang thì là một một trong những cái quyển sách mà năm vừa qua đã được học sinh đón nhận và tự thực hành và liên hệ với cả chúng tôi là những người viết sách để nhờ hướng dẫn. Về nội dung lý luận và lịch sử mỹ thuật, lớp 11 giúp học sinh biết, hiểu và hình thành tư duy trong tìm hiểu tác giả tác phẩm mỹ thuật. Qua đó học sinh biết chọn lọc và phân tích về mối liên hệ giữa một số tác giả tác phẩm tiêu biểu của mỹ thuật Việt Nam, thế giới và đời sống của cái nghệ thuật và mỹ thuật nói riêng.
Thì với cái môn lịch sử mỹ thuật như tôi đã trình bày cũng là một môn học mà đã được đưa vào từ lớp 1 cho đến lớp 12 với các cái cấp độ khác nhau, và đến lớp 10, 11, 12 thì nó trở thành một cái môn độc lập, một cái môn, một nội dung độc lập trong môn mỹ thuật. Cái môn học này thì giúp các em hình thành cái tư duy về phân tích hoặc là đánh giá hoặc là thưởng thức nghệ thuật một cách rõ nét. Ở nội dung thiết kế mỹ thuật đa phương tiện, lớp 11 giúp học sinh nhận biết được đặc điểm, vai trò của video clip trong đời sống xã hội, biết lựa chọn chủ đề, phác thảo được các phân cảnh cho một video clip trên giấy, lựa chọn và thực hiện được thao tác cơ bản đối với phương tiện có sẵn có thể làm video clip. Thì hiện nay quý thầy cô cũng thấy ngay từ các cấp học ở trung học cơ sở và đặc biệt đến trung học phổ thông, với các cái môn học khác ví dụ như là môn tin học đã được đưa vào từ lớp 3, thì các em có hoàn toàn có thể làm chủ các cái kỹ thuật cũng như là kỹ năng, cộng thêm với việc các cái nội dung liên quan đến hơi thở của cuộc sống hiện tại và rất phù hợp với giới trẻ. Ví dụ như là các nền tảng TikTok, rồi các nền tảng về kỹ thuật số, hay là nền tảng Facebook, là những cái nền tảng xã hội mà giới trẻ và trong đó có các em học sinh cấp 3 là những cái đối tượng có thể nói là tham gia rất là liên tục. Và chính với những cái nội dung mà được đưa dạy ở trong cái mỹ thuật đa phương tiện ở phần làm cái video clip, thì hướng dẫn cho các em các bước cụ thể để khi mà các cái nội dung các em thực hiện nó có thể nói là có bài bản tuần tự. Và đặc biệt là chúng tôi muốn là khi các em xây dựng một cái hệ thống như thế thì nó cũng giúp các em lọc được bớt những cái nội dung nó không phù hợp để thực hiện những cái niềm đam mê của mình trong cuộc sống. Ở nội dung thiết kế mỹ thuật sân khấu điện ảnh, lớp 11 giới thiệu những kiến thức, kỹ năng cơ bản của thiết kế mỹ thuật điện ảnh và bối cảnh phim hoạt hình. Những nội dung trong cuốn sách giới thiệu cách thức và phương pháp để thiết kế và dàn dựng được bối cảnh, trích đoạn phim hoạt hình, đồng thời biết ứng dụng sáng tạo trong học tập và đời sống. Và quý thầy cô cũng nhìn thấy, với học sinh và kể cả là các em sinh viên hiện nay, thì các cái nội dung mà liên quan đến sân khấu điện ảnh được các em rất là yêu thích, với những cái nội dung mà được đưa ra và để cho các em, đây là các em nội dung của cấp trung học phổ thông trong chương trình 2018 cũng đã nêu rõ đây là định hướng nghề nghiệp. Vậy thì các em sẽ biết được là trong cuộc sống có những cái, với môn mỹ thuật thì có những cái ngành nghề gì, có những nội dung gì, và không phải định hướng nghề nghiệp để các em thi vào các trường sân khấu điện ảnh, mà để các em có thể tự thực hiện, tự biết và yêu thích một cái thể loại, một cái loại hình của mỹ thuật ở trong đời sống. Về nội dung kiến trúc, lớp 11 giúp học sinh nhận biết được đặc điểm, xác định được mục đích thẩm mỹ và công năng của thiết kế nội thất trong cuộc sống, cũng như giúp học sinh có thể kết hợp sử dụng được một số kỹ năng tạo hình cơ bản và sử dụng vật liệu sẵn có để mô phỏng thiết kế nội thất bằng bản vẽ hoặc mô hình ở mức độ đơn giản. Tại sao chúng tôi lại nhấn mạnh ở cái việc là xác định được mục đích thẩm mỹ và công năng của thiết kế nội thất trong cuộc sống? Với mỗi con người, với mỗi một cái gia đình, thì khi mà trưởng thành có một cái mái ấm riêng, có một cái gia đình riêng, có một có thể nói là một cái nơi để mà sinh cơ lập nghiệp, thì cái nội dung kiến trúc và đặc biệt là cái thiết kế nội thất này rất là quan trọng. Chúng ta có thể mua một căn nhà, một cái chung cư, và cái phần có thể nó như là chúng ta vẫn thường nói là phần xây thô, nó là cái phần kiến trúc chung của các nhà thiết kế, của những cái người xây dựng cái công trình đó. Và đặc biệt như quý thầy cô thấy cái chung cư đấy, là chúng ta mua sẵn một căn phòng, nhưng ở bên trong căn phòng đó thiết kế như thế nào để thỏa mãn phù hợp với mỗi một gia đình, mỗi một cái hướng thẩm mỹ khác nhau, thì cái nội dung mà kiến trúc ở lớp 11 này đã giúp cho học sinh biết được cái đặc điểm, xác định mục đích thẩm mỹ, công năng của thiết kế nội thất. Chính vì thế khi mà đưa cái nội dung thiết kế mà cái môn kiến trúc
vào ở trong lớp 11 chúng tôi làm rất rõ để các em bước đầu tiên có thể hình thành được cái khái niệm cũng như là hiểu được là sau này khi mà mình thiết kế ngay trong hoặc là với một cái nội dung đã được học, các em có thể ngay trực tiếp trở về nhà và với căn phòng của mình, với cái góc học tập của mình, dù nhỏ hay là lớn, thì các em cũng có thể bài trí hoặc là sắp đặt về cái nội thất đó là phù hợp với cái năng lực của mình và với cái gọi là óc sáng tạo cũng như là cái thẩm mỹ của cá nhân mình. Về nội dung chuyên đề học tập thì quý thầy cô nhìn thấy như tôi đã trình bày ở trên, hình họa ở tiểu phạt mã, trang trí hình tròn và bố cục là trang là tranh bố cục nhân vật, thì cái nội dung này là được tiếp nối từ lớp 10 và được nâng cấp dần lên ở lớp 11 cũng như lớp 12. Và tôi có thể nói là hiện nay nếu như là với cái lượng quý thầy cô là giáo viên mỹ thuật được đào tạo trong các trường mỹ thuật cũng như là sư phạm mỹ thuật, thì ba cái nội dung ở trong chuyên đề học tập này là hoàn toàn là những cái nội dung mà các thầy cô đã được học kỹ và gần như là cơ bản của tất cả các trường mà có đào tạo đến lĩnh vực mỹ thuật, để quý thầy cô có thể tự tin đứng lớp và hướng dẫn cho học sinh một cách tốt nhất và các em có thể thực hiện theo. Và với cái quyển sách về chuyên đề mỹ thuật, quý thầy cô nhìn trên màn hình đấy ạ, tôi đã trình bày từ đầu thì có những cái tác giả là ví dụ như là cô Hoàng Minh Phúc và cô Nguyễn Thị May cũng như cô Đào Thu Hà là ba cái tác giả mà là tổng chủ biên và tác giả của bộ Chân Trời Sáng Tạo bản 2 đã được mời và để đưa vào để thực hiện cái chuyên đề học tập này. Nội dung ba chuyên đề ở lớp 11 được biên soạn cung cấp cho học sinh những kiến thức về vẽ hình họa tượng chân dung phạt bảng, trong đó học sinh thể hiện được cấu trúc diễn tả khối tượng chân dung phạt bảng trong không gian bằng chất liệu chì, từ đó học sinh phân tích được mối quan hệ giữa ánh sáng và khối trong không gian. Và quý thầy cô có thể nhìn lên màn hình thấy là phần vẽ tượng phạt bảng gần như là những bài học cơ bản của tất cả các trường mà thi năng khiếu liên quan đến mỹ thuật. Thì đây là những cái bài học khi mà các em, nếu như những em học sinh nào mà chỉ là một phần thôi ạ, những em nào mà muốn thi vào các trường khối nghệ thuật và trong đó là có mỹ thuật cũng như là sư phạm mỹ thuật, thì các em có thể làm quen ngay từ những cái bài này và để các em có thể tiếp tục ôn luyện để sau đó thi vào các trường năng khiếu mỹ thuật. Và cũng như là đã trình bày, định hướng hướng nghiệp không phải là để chỉ thi vào các trường năng khiếu về mỹ thuật, mà để các em có thể hiểu được là với một cái chân dung thì các em cần phải biết từ những bước cơ bản đầu tiên để ra được như thế nào để có một cái bức tranh chân dung có đầy đủ khối, đầy đủ ánh sáng cũng như là đầy đủ đúng tỷ lệ. Ở nội dung trang trí hình tròn được trang trí thì học sinh biết được cách trang trí hình tròn và liên hệ được tính ứng dụng của trang trí hình tròn trong đời sống. Thì cũng như trình bày phần trước của tôi, đấy là cái nội dung trang trí này nó tiếp nối là 3 năm liền từ lớp 10, lớp 11 và lớp 12, và mỗi một năm với cái thời lượng chỉ có 17,5 tiết, cho nên là dạy các em chuyên sâu về một cái nội dung theo cái chương trình 2018 đã được xây dựng. Ở nội dung mà bố cục nhân vật thì nhân vật trong tranh và tranh bố cục nhân vật thì giúp học sinh có khả năng xây dựng được bố cục tranh nhân vật hợp lý và sinh động. Từ đó học sinh có khả năng phát triển được sản phẩm cá nhân trong trưng bày, đánh giá và tìm hiểu tác giả tác phẩm tranh nhân vật theo đề tài. Quý thầy cô cũng thấy ở cái nội dung này chúng tôi đã hoàn toàn xây dựng đúng như là theo chương trình 2018 và cũng giúp cho các em học sinh ở những cái cũng như là trang trí và hình họa thôi, thì các trường mà thi năng khiếu môn mỹ thuật đều có trường thì thi nội dung trang trí, có thị trường có trường thì thi nội dung bố cục, và môn hình họa là môn chung, hầu như các trường thi năng khiếu đều thi, nhưng mà còn nội dung trang trí và nội dung bố cục thì hai nội dung này là hai nội dung được các trường lựa chọn là môn môn thi thứ hai ở phần năng khiếu về mỹ thuật. Thì ngay như nội dung ở lớp 11
với cái việc dạy sâu và dạy kỹ cho các em, cũng giúp cho những em nào có cái thiên hướng và có cái mong muốn được thi vào các trường năng khiếu mỹ thuật có thể ôn luyện ngay từ lớp 11. Các nội dung biên soạn trong sách giáo khoa mỹ thuật 11 đều được giới thiệu ở mức độ phổ thông, không chuyên sâu, thuận tiện cho việc triển khai dạy và học đại trà, với mục đích định hướng nghề nghiệp và tạo cơ hội cho học sinh bộc lộ niềm yêu thích nghệ thuật thị giác, visual art, nhằm hướng đến xây dựng nền tảng cho một thế hệ công chúng nghệ thuật đúng nghĩa. Thì các cái nội dung mà chúng tôi đưa trong sách và luôn luôn bám sát với cái tiêu chí và với mong muốn là ở mức đại trà, triển khai dạy được ở mức đại trà, và quan trọng nhất là thuận tiện để cho các thầy cô ở các trường trung học phổ thông có thể nghiên cứu tài liệu, tập huấn cùng với chúng tôi, hoặc là nếu như cần thiết quý thầy cô ở phần nào quý thầy cô còn cảm thấy vướng mắc hoặc là chưa nắm bắt một cách kỹ lưỡng, thì nhóm tác giả của chúng tôi sẽ sẵn sàng là cùng đồng hành với quý thầy cô trong suốt những năm học tiếp theo, không phải chỉ năm nay, sang năm mà sang năm nữa. Và khi mà học sinh năm nay có thể các em không lựa chọn cái nội dung mà các thầy cô sẽ giảng dạy, nhưng sang năm khi các em lựa chọn và các thầy cô thấy là cái nội dung này mình có những cái khúc mắc hoặc là những cái gì nó chưa chặt chẽ, thì chúng tôi luôn luôn sẵn sàng đồng hành cùng với quý thầy cô trong suốt quá trình giảng dạy cái bộ sách giáo khoa kết nối tri thức với cuộc sống nói chung và cái môn mỹ thuật ở lớp cấp trung học phổ thông lớp 10, 11, 12 nói riêng. Như vậy, chúng ta đã làm quen với 10 nội dung giáo dục và chuyên đề học tập của môn mỹ thuật lớp 10, 11 trong chương trình giáo dục phổ thông 2018. Về cơ bản, trong 10 nội dung giáo dục thì những nội dung như hội họa, điêu khắc, đồ họa tranh in đã được giới thiệu xuyên suốt từ cấp tiểu học. Nội dung thiết kế công nghiệp, thiết kế đồ họa, thiết kế thời trang đã được giới thiệu ở mức độ đơn giản, làm bưu thiếp, báo tường, trang trí mũ bảo hiểm, lọ hoa ở cấp tiểu học và tiếp tục ở cấp trung học cơ sở với các dạng bài thiết kế tem, tranh cổ động, logo của lớp học. Nội dung lý luận và lịch sử mỹ thuật cũng là nội dung đã được đưa vào từng bước tiếp cận ở mức phù hợp từ cấp tiểu học, trung học cơ sở và là một nội dung độc lập cũng như lồng ghép trong thực hành thảo luận mỹ thuật ở cấp trung học phổ thông. Lớp 11 chỉ có 3 nội dung với tên gọi mới, đấy là thiết kế mỹ thuật đa phương tiện ở lớp 11 là video clip, thiết kế mỹ thuật sân khấu điện ảnh, mỹ thuật điện ảnh và bối cảnh phim hoạt hình ở lớp 11, và kiến trúc là thiết kế nội thất cùng với chuyên đề học tập ở 3 phần hình họa, tượng phạc mảng, trang trí hình tròn, bố cục tranh sinh hoạt. Thì với cái những cái nội dung mà tôi vừa nêu ở 3 cái nội dung là thiết kế mỹ thuật đa phương tiện, thiết kế mỹ thuật sân khấu điện ảnh, kiến trúc là 3 nội dung nếu như sau này cũng như là học sinh của chúng ta thôi, thì sau này nếu như các thầy cô có vướng mắc gì ở những cái nội dung mà tôi đã trình bày ở trên màn hình, quý thầy cô có thể liên hệ. Và đến lát nữa thì đồng chủ biên anh Phạm Duy Anh sẽ trình bày cụ thể và đưa các đường link, các nội dung, những cái phương tiện, những cái phần mà chúng tôi đã đưa lên nền tảng số, những bài giảng mẫu, những phần quay video clip của chúng tôi đã thực hiện gửi đến quý thầy cô, và những cái trang fanpage, những cái trang mà chúng tôi có thể nói là luôn luôn đồng hành cùng quý thầy cô trong cái giai đoạn mà các quý thầy cô sẽ dạy học sinh tới. Các nội dung biên soạn trong sách giáo khoa mỹ thuật lớp 11 hợp lý, vừa đáp ứng yêu cầu của chương trình, vừa phù hợp với sức học của đại đa số học sinh ở mọi vùng miền, đảm bảo sự thân thiện, gần gũi với học sinh trong việc lựa chọn theo sở thích, năng lực. Giáo viên có cơ sở triển khai đại trà tại tất cả các trường phổ thông trong cả nước. Sách giáo khoa mỹ thuật 11 được thiết kế kênh hình, sử dụng hình ảnh sinh động, hình thức trình bày hiện đại, giấy in đẹp, đảm bảo chất lượng màu sắc tươi sáng phù hợp với học sinh lớp 11. Thì những cái nội dung mà tôi vừa mới nêu và với cả một cái bộ sách giáo khoa lớp 11, đây quý thầy cô có thể nhìn thấy ở trên màn hình là cái nội 10 cuốn sách này để đảm bảo cho quý thầy cô khi mà dạy và các em học là mua nó rất là phù hợp với cái sở thích cũng như là cái năng khiếu của cá nhân từng em học sinh. Về khung kế hoạch dạy học
thì mỗi nội dung trong sách giáo khoa mỹ thuật 11 được biên soạn đáp ứng được tính mở trong chương trình môn mỹ thuật năm 2018, phân phối tiết trong mỗi bài trên cơ sở vật chất của nhà trường, khả năng lĩnh hội của học sinh, khả năng triển khai nội dung của giáo viên. Do đó, căn cứ vào thực tiễn, giáo viên có thể xây dựng khung kế hoạch dạy học phù hợp với điều kiện tổ chức thực hiện của địa phương. Đấy. Những cái phần mà tôi trình bày trên là những phần chung về nội dung của các cái chuyên ngành của môn mỹ thuật lớp 11 cũng như là lớp cấp trung học phổ thông, là những phần mà khái quát. Và trong cả một cái ngày làm việc ngày hôm nay thì thầy Phạm Duy Anh, đồng chủ biên, sẽ trình bày với quý thầy cô một cách cặn kẽ hơn từng nội dung trong từng cuốn sách. Và với cái phần mà quý thầy cô đã được nghiên cứu trước ở trong những cái tài liệu mà chúng tôi đã biên soạn, thì quý thầy cô có thể hỏi trực tiếp và chúng tôi sẽ cùng với quý thầy cô để trao đổi làm thế nào đến sau cái buổi tập huấn ngày hôm nay quý thầy cô có thể nắm bắt được các cái nội dung và cũng như là có được các cái công cụ cơ bản để quý thầy cô có thể làm việc trong cái giai đoạn mà đảm nhận cái nhiệm vụ là dạy các em học sinh trung học phổ thông ở môn mỹ thuật ở trong các nhà trường. Tôi biết là 10 nội dung và một cái chuyên đề mỹ thuật lớp 11 gồm có 3 nội dung nữa, cũng là một cái khối lượng nó rất là lớn. Và việc các em lại lựa chọn 4 trên 10 nội dung, thì với toán học ở cái toán xác suất thì cô cũng biết là nếu như chọn 4 trên 10 nội dung thì môn mỹ thuật lớp 10, 11, 12 nếu như tính chuẩn, tính đúng thì nó khoảng 210 cách lựa chọn. Đấy là cái mã mũ bậc của toán học đối với cả là cả toán xác suất ấy, thì nó có 210 cách lựa chọn, duy nhất chỉ có một môn mỹ thuật. Tuy nhiên là với cái cũng là xác suất thì có những nội dung chắc chắn là các em sẽ lựa chọn rất là nhiều, bởi vì với cái tâm sinh lý phát triển của các em ở lớp 10, 11, 12 và với giai đoạn hiện tại ở trong cái sự phát triển của xã hội thì có những cái nội dung các em sẽ yêu thích hơn và sẽ lựa chọn nhiều hơn, có những nội dung thì các em sẽ lựa chọn ít hơn. Thế và nhưng mà chúng ta cũng là một giáo viên dạy mỹ thuật thì chúng ta cũng phải nắm được vững đủ 10 cái nội dung này vào một cái chuyên đề mỹ thuật để chúng ta có thể hướng dẫn và đồng hành với các em, hướng dẫn các em học, tự học để các em có thể phát triển được đầy đủ cái năng khiếu của mình. Cũng rất là khó vì nhiều nơi chúng tôi cũng đã khảo sát về cái điều kiện chưa đủ để mà dạy, cho nên là cái môn học mỹ thuật này rất nhiều em học sinh mong muốn được học nhưng mà vì cái điều kiện chưa đủ để mà thực hiện. Và xây dựng một bộ sách giáo khoa với một môn học được đưa vào và với môn mỹ thuật cũng là lần đầu tiên được đưa vào ở cấp trung học phổ thông, kể cả ở cấp tiểu học là lớp 1, lớp 2, lớp 3 thì cũng là những cái lớp mà đầu tiên được đưa vào chính thức trong chương trình của nhà trường. Vậy thì xây dựng một môn học để đáp ứng nó đồng bộ cần có một số thời gian nhất định, và tôi hy vọng là trong những năm tới khi mà hết năm 2024 đến tháng 9 sang năm là lớp 5, 9, 12 được hoàn tất và được đưa vào nhà trường, là chúng ta đã thực hiện xong cái quy trình là thay sách giáo khoa mới 5 năm. Thì đến năm tiếp theo khi nó đã ổn định việc mà toàn bộ sách giáo khoa mới đã được đưa vào trường học rồi, là các cái sở giáo dục cũng như các cái trường đều ổn định dần và để có thể đầu tư cơ sở vật chất cũng như là đội ngũ giáo viên đảm bảo cho các em quy trình nó bắt đầu vận hành trơn tru, thì cái môn học mỹ thuật này ngày càng ngày sẽ càng được phát triển và được các em đón nhận, cũng như là chúng ta là những người giáo viên dạy môn mỹ thuật có thể phục vụ cho xã hội, cho các em học sinh một cách tốt nhất. Và phần trình bày trên của tôi xin kết thúc. Xin trân trọng cảm ơn quý thầy cô đã lắng nghe. Và sau đây xin trân trọng giới thiệu với quý thầy cô là thầy Phạm Duy Anh, là đồng chủ biên, sẽ cùng với cả quý thầy cô trong những cái phần làm việc tiếp theo. Và tôi cũng luôn luôn có mặt ở đây để nếu như có cái vấn đề gì cần trao đổi thì quý thầy cô có thể trao đổi trực tiếp với cả chúng tôi là những người đã biên soạn cái bộ sách này. Xin trân trọng cảm ơn. Xin chào, xin kính chào quý thầy cô.
Đúng không ạ? Theo buổi sáng chúng ta đã nghe Phó Giáo sư Tiến sĩ Đinh Gia Lê giới thiệu khái quát một cách rất ngắn gọn về các cái nội dung trong cái bộ sách và sự cần thiết của cái môn mỹ thuật trong chương trình giáo dục phổ thông quốc gia 2018, một nội dung lần đầu tiên xuất hiện. Thế trong thời gian còn lại của cái buổi đầu giờ buổi sáng ngày hôm nay thì tôi nhìn trên màn hình thì tôi thấy một số các cái thầy cô quen thuộc đã dạy sách giáo khoa mỹ thuật lớp 10 trong năm học vừa rồi, năm học 2022-2023. Thế thì còn lại một chút thời gian trước khi chúng ta vào cái phần phần sâu hơn là phần xây dựng kế hoạch bài dạy cũng như là xây dựng kế hoạch dạy học, thì tôi cũng muốn lắng nghe một số các cái ý kiến của các thầy cô. Năm vừa rồi chúng ta đã dạy sách giáo khoa thuật 10 có gặp khó khăn gì không, đúng không ạ? Và cái buổi tập huấn này thì các thầy cô cũng có cái nguyện vọng gì không, thì để nguyện vọng gì không để nhóm báo cáo viên chúng tôi cũng có thể cung cấp giải đáp để đáp ứng được những cái thắc mắc, những cái khó khăn của các thầy cô khi chúng ta đã dạy học sách giáo khoa mỹ thuật 10 trong năm học vừa rồi. Xin ý kiến của thầy Thành ở Khánh Hòa được không ạ? Thầy Thành xin giới thiệu với các thầy cô, thầy Thành cũng là trước trước đây cũng là một báo cáo viên của nhóm nhóm mỹ thuật. À, đúng không ạ? Thì thầy Thành năm vừa rồi ở Khánh Hòa cũng đã triển khai mỹ thuật lớp 10. Xin được một số ý kiến của thầy Thành được không ạ? Thầy có thể cho biết những cái khó khăn hoặc là những cái thuận lợi gì khi chúng ta triển khai cái bộ sách giáo khoa mỹ thuật 10 trong năm học vừa rồi được không ạ? Dạ, thầy Thành có mặt ở đây không ạ? Thầy Thành lại không có mặt ở đây, thì xin một cái ý kiến của một thầy cô nào đã dạy ở lớp 10 được không ạ? Ví dụ như thầy Tuấn ở Điện Biên, thầy có thể cho ý kiến được không ạ? Dạ mời thầy Tuấn ạ. Thế thì xin mở rộng ra là có thầy cô nào đã dạy ở lớp 10 không ạ? Thì chúng ta có thể chia sẻ một vài các cái thông tin trong cái quá trình chúng ta dạy, chúng ta có gặp khó khăn gì không ạ? Hay là chúng ta có gặp thuận lợi gì không? Như các thầy cô cũng biết là khi mà chúng ta dạy sách giáo khoa mỹ thuật lớp 10 thì rõ ràng là cái định mức của chúng ta đã được nâng lên rất 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 nhiều đúng không ạ? Chúng ta đang từ dạy tiểu học, trung học cơ sở thì chúng ta chỉ có 35 tiết một tuần. Thì lên trên dạy mỹ thuật ở trung học phổ thông thì chúng ta là 70 tiết một tuần, 70 tiết một năm, chưa kể thời gian mà chúng ta dạy chuyên đề 35 tiết nữa. Và nếu mà học sinh mà chọn cả nội dung giáo dục và cả chuyên đề thì chúng ta có thời lượng là 105 tiết trên một năm. Như vậy thì cái định mức của chúng ta, định mức về thời gian dạy học của chúng ta rất lớn, rất lớn. Thế thì tuy nhiên chúng ta lại không có nhiều lớp như lớp như ở tiểu học và trung học cơ sở đúng không ạ? Thế thì các thầy cô có thể chia sẻ một chút chúng ta có một cái sự tương tác giao lưu một chút trước khi chúng ta đi vào những cái nội dung sâu hơn đúng không? Dạ mời các thầy cô nào muốn phát biểu thì cứ ra tín hiệu để kỹ thuật kết nối ạ. Cái mạng này là mạng có cô gì ạ, cô Thảo đúng không ạ, ở ở trường ạ, mời cô Thảo cho ý kiến được không ạ? Lớp 10 cô đã dạy chưa, và nếu mà cô đã dạy thì cô có thuận lợi, có khó khăn gì không thì chia sẻ với các thầy cô ở các cái tỉnh cùng được biết ạ. Thế cô Thảo ở trường nào? Trường trung học cơ sở Trung học Kháng Nhật anh ơi. Dạ vâng, dạ mời cô ạ.
Vâng ạ, thế em xin được chia sẻ như sau ạ. Em xin được chia sẻ, năm vừa qua thì trường em cũng có dạy mỹ thuật 10 ạ. Và cái khó khăn gặp phải đó là về cái cơ sở vật chất là cũng chưa đáp ứng đủ yêu cầu ạ. Và cái khó khăn nữa đó là về về tiết dạy ạ. Trong một tuần thì dạy 2 tiết, phân làm 2 tiết tách biệt ạ. Cho nên là quá trình học của các em học sinh thì nó bị gián đoạn ạ. Nó cũng chưa đáp ứng được ạ. Nên là có nguyện vọng nếu như mà năm nay dạy thì em cũng xin ý kiến với nhà trường là xếp trong một tuần học, một tháng ví dụ là học một buổi thì là nó sẽ đáp ứng được hơn ạ. Mới này trong đợt vừa rồi thì em có dạy về điêu khắc ạ. Điêu khắc là một cái nội dung mà cũng tương đối khó với học sinh. Ví dụ về cơ sở vật chất là không có. Và cái thứ hai nữa đó là về về đồ dùng ạ. Ví dụ như là các con cần phải có đất đất nặn ạ, đất để đất sét ạ, để cho các con làm về phù điêu. Nhưng mà thực ra ở trường em không đáp ứng được ạ. Không đáp ứng được cái đất nặn đó. Mới để một tiết nên là các con cô có bảo các con là thôi sử dụng mang đất sét ở lấy ở bờ sông đi ạ. Nhưng mà thực ra là cũng rất là bẩn và các con rất là ngại sờ vào ạ. Học cái đấy thì rất là hay đấy ạ, nhưng mà về cái cơ sở vật chất là không đáp ứng. Ví dụ như là không có phòng học bộ môn, nên là khi mà các con học trên lớp thì nó sẽ rất là bầy bừa đấy, bày ra cái bàn học rồi nó bẩn, rồi thì đất đất sét không có, không có cái đất chuyên dùng ấy, các con lấy đất ở bờ ruộng đi mùi rất là hôi nên các con ngại sờ vào ạ. Đấy, mẹ này còn nữa đó là về cái tiết dạy ạ. Một tiết nếu mà các con vừa dở ra để sử dụng đồ xong thì là cũng hết tiết. Cho nên là nếu như mà khi mà dạy như này thì cũng mong là góp ý với lại các trường là lên bố trí cái môn mỹ thuật ra một cái buổi chiều hoặc là một cái buổi khác để cho các con học có cái mạch cảm xúc ạ, mới có đủ thời gian để mình đáp ứng được cái tiết dạy ạ, đáp ứng được cái nội dung đấy ạ. Và cái khó khăn nữa đấy là đối với trường trường em ạ, rất là ít học sinh, khối 10 thì chỉ có độ 4 lớp, nhưng riêng cái môn mỹ thuật này thì cũng không phải là theo nguyện vọng của các em đấy. Nếu mà đã sắp về cái nguyện vọng của học sinh ấy thì cực kỳ khó. Đối với những cái trường mà nhiều lớp thì còn làm được cái việc đấy, nhưng với trường ít lớp thì chắc là không, chỉ đưa vào và để cho học sinh tự học đấy, cho học sinh tham gia, thành ra là cái năng khiếu và cái sở thích của các con nó cũng cũng chưa chưa thực sự là thích đấy, nên là trong quá trình dạy thì cũng gặp khó khăn ạ. Vâng, cảm ơn cô Thảo ạ. Đấy, các thầy cô cũng có thể thấy những cái chia sẻ của cô Thảo trong cái năm đầu tiên mà chúng ta triển khai cái nội dung giáo dục mỹ thuật lần đầu tiên xuất hiện ở trung học phổ thông gặp rất nhiều khó khăn. Báo cáo với cô đây, giấy xin giới thiệu cô Thảo là ở Điện Biên đúng không ạ? À, em ở Tuyên Quang ạ. À, Tuyên Quang, cô ở Tuyên Quang. Dạ. Một cái vùng là rất khó khăn như vậy mà còn có cũng sắp xếp được dạy mỹ thuật. Nhưng mà đây là một cái chia sẻ thật là ngay ở Hà Nội, điều kiện vật chất ít ra cũng ở cái mức độ ở mức độ khá so với các cái địa phương khác, mà còn khó khăn trong việc dạy mỹ thuật, huống chi là ở các tỉnh miền núi, đặc biệt là những cái huyện vùng sâu vùng xa thì còn khó khăn nữa. Đây là xin chia sẻ thật. Ví dụ như trường nhà tôi là ở trường Trung học phổ thông Việt Đức, là một trong cái trường ở quận Hoàn, mà còn cũng có những khó khăn để không triển khai môn mỹ thuật trong cái vừa rồi, huống chi là các thầy cô ở các cái tỉnh còn gặp rất nhiều khó khăn. Thế qua cái chia sẻ của cô Thảo đúng không ạ, các thầy cô có thể thấy chúng ta tựu lại chung chúng ta có hai cái khó khăn chính, đó là khó khăn về cơ sở vật chất. Thì cơ sở vật chất này nó lại liên quan đến hai cái nội dung, đó là gì ạ? Phòng học, nghĩa là cái không gian để chúng ta cho học sinh thực hành cái môn mỹ thuật, và cái đồ dùng dạy học cũng như đồ dùng học tập của học sinh. Mà ở đây các thầy cô thấy đúng không ạ, cô Thảo chia sẻ là cái phương tiện của chúng ta là gì ạ? Đất sét. Thế thì ở đây thì tí nữa chúng ta sẽ cùng chia sẻ để làm sao để các thầy cô thấy là chúng ta là những cái người tiên phong
tiên phong, người đầu tiên dạy môn mỹ thuật cấp 3 trung học phổ thông trong nhà trường, thì chúng ta gặp những khó khăn là điều đương nhiên. Điều đương nhiên, tại sao tôi dùng chúng tôi nói từ đương nhiên? Bởi vì các thầy cô lưu ý nhé, cái chương trình giáo dục phổ thông năm 2006 ở cấp trung học cơ sở hiện nay là nhiều địa phương vẫn còn chưa kiện toàn được giáo viên, vẫn phải dùng những cái giáo viên khác để dạy môn mỹ thuật. Đấy, thậm chí là, như tôi biết là những cái giáo viên môn văn không đủ định mức giờ chuyển sang dạy môn mỹ thuật. Đấy. Cái điều này là cái điều các thầy cô đã thấy là trong thực tế là có thật. Và khi chúng ta tổ chức một cái chương trình dạy học cấp quốc gia mà triển khai đại trà các vùng miền ấy, thì chúng ta đã phải hình dung là phải đối diện với cái việc khó khăn này rồi. Thế nên một lần nữa là rất cảm ơn các thầy cô rất dũng cảm để nhận cái nhiệm vụ mới trong cái bối cảnh là gì? Bối cảnh là đội ngũ giáo viên chưa được đào tạo kịp thời để ra dạy, cũng như là cái đầu tư cho cơ sở vật chất nhà trường chưa có. Để làm sao, ví dụ như cô dạy điêu khắc ở lớp 10 là cô dạy về phù điêu, thì chúng ta phải có một cái xưởng để chúng ta làm việc. Đấy, chúng ta có xưởng làm việc và chúng ta phải có gì ạ? Chúng ta phải có được trang bị về các cái đồ dùng để cho học sinh thực hành, cũng như là các đất, vật liệu, đất hoặc là chất liệu tương đương để làm gì ạ? Để cho học sinh có thể gì ạ? Thực hiện một cách là gì ạ? Rất vui vẻ và sảng khoái. Chứ bây giờ lại gì ạ? Ra sông lấy đất sét, nhỡ nó có tai nạn gì thì chúng ta lại bị mang tiếng. Hay là lấy những cái đất ở ruộng thì rõ ràng là nó chất thải nó ngấm vào thì nó cũng rất hôi mùi, đúng không ạ? Có cái mùi mà nó không đúng cái phẩm chất cho cái loại đất sét để thực hiện trong cái nội dung mỹ thuật. Đấy. Thế thì còn một nội dung nữa mà cô Thảo cô có nêu ra ấy, bên cạnh cơ sở vật chất đúng không ạ, đồ dùng dạy học, đồ dùng học tập, thì cô còn một cái khó khăn nữa, đó là việc phân tiết. Thế thì việc phân tiết, nếu mà chúng ta đi cũng là người đi học mỹ thuật rồi, chúng ta biết trong một cái bài thực hành của chúng ta là phải làm 4 đến 5 tiết, thậm chí là 1-2 ngày, đúng không ạ? Mà bây giờ học sinh cứ bày ra đã hết 5-10 phút rồi, xong thu dọn đã hết 5-10 phút rồi, thì còn thời gian đâu mà thực hành nữa. Đấy. Thế thì tí nữa chúng ta lại giải đáp cái thắc mắc là phân tiết thế nào để cho học sinh có thể thực hiện cái sản phẩm mỹ thuật theo cái yêu cầu của bài học một cách thuận tiện nhất. Đấy, thế thì tất cả những cái chia sẻ của các thầy cô hôm nay là chúng tôi sẽ ghi nhận hết, và trong cái buổi chiều thì chúng tôi sẽ giải đáp tất cả các thắc mắc. Đấy, thế nên cũng rất mong là các thầy cô tiếp tục đưa ra những cái câu hỏi để làm sao ạ, để chúng ta cùng chia sẻ với nhau. Đấy, cùng chia sẻ với nhau. Chúng ta không thể kỳ vọng là gì ạ, trong một cái năm đầu tiên chúng ta triển khai mà trong tình hình bối cảnh là gì ạ, trường lớp chúng ta như vậy, đội ngũ giáo viên của chúng ta chưa được đào tạo tất cả các cái nội dung này. Báo cáo với thầy cô, ví dụ chúng ta có 10 nội dung và một chuyên đề. Thế thì ở nhà trường của chúng ta thì gì ạ, các khối trường sư phạm đào tạo về mã ngành sư phạm mỹ thuật, thì đến năm nay cái đội ngũ học sinh, đội ngũ sinh viên ấy, mới được ra trường. Nghĩa là từ ra trường thì sao ạ, lại còn phải tuyển dụng, lại còn phải đào tạo, lại còn phải tập huấn thì mới đi vào nhà trường dạy được. Nghĩa là chúng ta còn một năm tiếp theo chúng ta vẫn phải đối diện với một cái thực trạng là gì, đội ngũ giáo viên của chúng ta là được điều động từ trung học cơ sở hoặc là từ các cái nơi các đơn vị khác nhau để chúng ta dạy một cái nội dung mỹ thuật trong nhà trường. Thế thì chắc chắn là chúng ta sẽ gặp khó khăn. Đấy, thế nên tôi hôm qua cái buổi này chúng tôi rất mong được ý kiến của các thầy cô ở các tỉnh chia sẻ để làm sao ạ, để chúng ta cùng tháo gỡ. Đấy, thế thì xin thêm một ý kiến nữa của các thầy cô khác ạ, các thầy cô ở Kiên Giang có thể đại diện có một vài ý kiến được không ạ? Xin mời các thầy cô ở Kiên Giang, tại vì các thầy cô ở Kiên Giang lại không đề tên, thậm ra cũng không biết gọi tên ạ. Các thầy cô ở Kiên Giang có thể chia sẻ một chút về cái việc thực tiễn dạy học mỹ thuật ở cấp trung học phổ thông, đặc biệt là năm 2022, 2023 có những cái khó khăn, có cái gì thuận lợi gì không ạ? Để chúng ta cùng lắng nghe, để chúng ta cùng phần nào tháo gỡ. Dạ. Vâng.
Dạ, mời các thầy cô ạ. Em xin ý kiến nha thầy. Dạ vâng, mời thầy ạ. Dạ thầy có thể giới thiệu tên một chút được không ạ, để chúng dạ. ta cùng em, chia sẻ. Em Trang Minh Khoa là giáo viên dạy trường trung học cơ sở trung học phổ thông Đông Thái. Dạ. Là đơn vị Kiên Giang thầy. Dạ vâng, mời thầy ạ. Hôm qua em cũng có hợp đồng dạy ở trường An Minh là dạy mỹ thuật trung học phổ thông. Còn trường của em thì chưa dạy, năm nay mới bắt đầu dạy. Dạ vâng. Thì do cái chọn tổ hợp bộ môn đó, thì trong quá trình dạy trung học phổ thông một năm thì em thấy nó cũng có những cái khó khăn và muốn hỏi, thì sẵn dịp này cũng nhờ thầy giải trình luôn. Dạ. Thứ nhất về khó khăn bộ môn thì ví dụ như là mình học về cái vấn đề về cái mỹ thuật đa phương tiện, vấn đề về nhiếp ảnh, thì cái không gian của các em học là nó tại trường, thành ra nó khó để tìm một cái góc độ để nó chụp ảnh nó đẹp. Thì cái đó như cái hướng của mình là mình có thể làm sao tổ chức để cho học sinh nó ra ngoài để nó có không gian đẹp nó chụp ảnh được không. Cái đó thì nó em thấy nó hơi khó cái khâu mình tổ chức để mà mình phân bổ cái tiết dạy của mình để mình thực hiện nó trong cái đề nó sáng tác một cái tác phẩm nhiếp ảnh. Dạ. Đó là một cái góc độ. Và một cái vấn đề nữa em cần hỏi là như trong cái sách chuyên đề học tập thì em thấy nó có rất nhiều chuyên đề để mà hỗ trợ học sinh để nó định hướng nghề nghiệp, nhưng mà trong ở trường trung học phổ thông thì hầu như sách đó là không có được dạy, bởi vì nó phải là chuyên đề học tập thì nó thêm 35 tiết nữa, nhưng mà trường trung học phổ thông thì chỉ đa số là chỉ là dạy theo cái các cái sách chính khóa thôi, cho nên là cái chuyên đề là hầu như là chỉ xem cho biết thôi chứ không có được lựa chọn để mà học. Thì cái đó, do cái bộ môn mỹ thuật là mới thì không có đưa vào học luôn lựa chọn chuyên đề, cho nên theo em nghĩ là nếu như cái sách chuyên đề này mình có thể đưa vào lồng ghép như thế nào để mà được dạy trong chương trình chính khóa thì sẽ định hướng được một số em học sinh có định hướng nghề nghiệp vào các trường đại học. Ở địa phương em mặc dù vùng sâu vùng xa nhưng mà em thấy cũng có nhiều em cũng rất là đam mê hội họa rồi thiết kế đồ họa, thiết kế đồ họa để học ở trường Sài Gòn vân vân, nhưng mà do cái định hướng ban đầu là cái các em không được đào tạo những cái đó thì thấy cũng rất là tiếc. Thì em cũng có dạy kiến gì trao đổi nhờ thầy để trình dục. Dạ vâng, cảm ơn thầy. Ở Kiên Giang thì thầy có nêu ra hai cái ý khác với cả cô Thảo ở trước, đó là gì ạ? Đó là cái không gian chúng ta dạy học cái môn mỹ thuật ấy, nó có được mở rộng không, để làm sao để đáp ứng cái tính đặc thù ở mỗi cái nội dung. Ví dụ như nội dung thầy nêu ra đây là gì ạ? Mỹ thuật đa phương tiện. Ở lớp 10 chúng ta học về gì ạ? Nhiếp ảnh. Lớp 11 chúng ta sẽ học về video clip, đúng không ạ? Thế thì cái câu chuyện này thì tí nữa chúng tôi sẽ giải đáp ở cái phần mà theo cái văn bản 1496 của vụ trung học phổ thông họ ban hành ấy, thì họ đã có những cái hướng dẫn để chúng ta thực hiện cái nội dung này rồi. Thì tí nữa chúng ta sẽ có phần chia sẻ thầy nhá. Thế tiếp theo là thầy cũng có cái một cái chia sẻ là gì, cái nội dung chuyên đề học tập mỹ thuật thì làm sao mà có thể dạy lồng ghép được các như các cái nội dung chính khóa khác, để làm sao ạ, để giúp cho học sinh được có những cái cơ hội được cái rèn luyện các cái kỹ năng cũng như tiếp nối cái sự đam mê trong các cái lĩnh vực mỹ thuật, để làm sao để hết 3 năm trung học phổ thông thì học sinh có cơ sở, có điều kiện thi vào các cái trường trung học phổ thông, trường thi đầu vào là mỹ thuật, đúng không ạ? Thế thì cái này thì báo cáo với thầy cô thì nó nằm trong cái khung chương trình, nghĩa là gì ạ? Mỗi học sinh được lựa chọn các cái nội dung giáo dục ở các cái nhóm môn lựa chọn. Như các thầy cô biết là chúng ta có 3 cái nhóm môn chính, nhóm môn bắt buộc này. Bắt buộc là gì ạ? Toán, văn, sử, giáo dục công dân, giáo dục quốc phòng, đúng không ạ? Chúng ta có những 9 môn thuộc nhóm môn lựa chọn, đó là gì ạ? Địa lý này, giáo dục kinh tế và pháp luật này,
lý này, hóa này, sinh này, công nghệ này, tin học, âm nhạc, mỹ thuật. Nghĩa là học sinh lựa chọn trong các cái nội dung đấy, đó là những môn lựa chọn. Còn chúng ta có những cái nhóm môn tự chọn, đó là gì ạ? Ngoại ngữ 2. Ngoại ngữ 2 thì các thầy cô biết chúng ta gồm có 6 thứ tiếng. Ngoại ngữ 2 đúng không ạ? Đó là tiếng tiếng Pháp này, tiếng Đức này, tiếng Nga này, tiếng Trung Quốc này, tiếng Nhật này, và tiếng Hàn. Chúng ta có 6 ngoại ngữ. Bên cạnh đó chúng ta có tiếng dân tộc nữa. Ở một số vùng chúng ta có cái tiếng dân tộc nữa, chúng ta được gọi là môn tự chọn. Tự chọn là gì ạ? Là học sinh chọn được, không chọn được. Còn lựa chọn khác, lựa chọn là học sinh phải chọn trong cái các cái môn mà nằm trong chương trình. Thế thì cái chuyên đề học tập của chúng ta ấy, chúng ta là nằm trong cụm chuyên đề, là học sinh phải chọn 3 trong 9 cái chuyên đề, chúng ta gọi là cụm chuyên đề. Như vậy là gì ạ? Ví dụ học sinh lựa chọn các môn và chọn chuyên đề là ví dụ chọn các cái nhóm môn thuộc môn môn khoa học tự nhiên nhé. Ví dụ như vậy, chúng ta chọn lý hóa và một môn thuộc nhóm môn công nghệ và nghệ thuật. Thì các thầy cô lưu ý là gì ạ? Trong các cái chuyên đề ấy, thì phải chọn một chuyên đề thuộc một nhóm môn. Đấy, chúng ta chia thành 3 nhóm môn là gì ạ? Khoa học xã hội này, khoa học tự nhiên và công nghệ và nghệ thuật. Thế thì học sinh lựa chọn chuyên đề là học sinh phải chọn một chuyên đề trong cụm 3 cái nhóm môn đó. Thế nên nếu học sinh mà chọn chuyên đề mỹ thuật thì chúng ta dạy chuyên đề mỹ thuật. Chứ chúng đây không phải một nội dung tích hợp hay là một nội dung lồng ghép, mà là một nội dung độc lập. Độc lập theo cái sự lựa chọn của học sinh. Đấy. Thế thì do đó báo cáo với thầy là nếu mà học sinh của chúng ta mà có yêu thích cái môn mỹ thuật thì chúng ta gì ạ? Chúng ta cho học sinh lựa chọn cái môn, cái chuyên đề mỹ thuật. Chúng ta chọn lựa chọn cái chuyên đề mỹ thuật và chúng ta tổ chức dạy bình thường. Chứ chúng ta không việc gì chúng ta phải lồng ghép vào bất kỳ một cái nội dung nào. Đấy, đầu tiên chúng ta phải rõ ràng về cái vai trò và cái vị trí của môn học trong chương trình giáo dục phổ thông đã. Đúng không ạ? Còn xin thưa với các thầy là gì ạ? Chúng ta vẫn nói thì tùy cơ sở và chất nhà trường, thì trong những cái năm đầu tiên thì chúng ta có lựa chọn cái môn học, cái nội dung học, cái chuyên đề học tập để chúng ta tổ chức dạy hay không? Đó là quyền của chúng ta. Và về cơ bản là trong những năm đầu tiên qua khảo sát của chúng tôi là gì ạ? Là nhà trường chúng ta là căn cứ vào đội ngũ giáo viên để chúng ta xây dựng những cái môn học, những cái nội dung học và chuyên đề học tập để nhà trường xây dựng sẵn, và học sinh nếu mà chọn thì sẽ dạy thế này. Ví dụ như ở trường của thầy là gì ạ? Chọn 4 nội dung. Đây là ví dụ nhé. Không biết dạy thầy dạy cái gì nhưng xin ví dụ. Ví dụ là những cái môn liên quan đến mỹ thuật tạo hình, ví dụ như hội họa, đồ họa tranh in, điêu khắc, lý luận và lịch sử mỹ thuật và chuyên đề học tập. Thế thì học sinh nếu mà lựa chọn môn mỹ thuật thì sẽ học 4 cái nội dung đó và gì ạ? Và chuyên đề học tập. Còn nếu mà học sinh mà lựa chọn 4 cái nội dung đó và như vậy thích học chuyên đề học tập của môn tin học cơ, thì rõ ràng học sinh được quyền lựa chọn cái việc đấy. Chứ chúng ta không phải môn bắt buộc. Đấy. Xin trao đổi với thầy ngắn gọn như vậy. Còn cái nội dung mà mở rộng cái không gian dạy học ấy, chúng ta sẽ bàn ở cái phần sau. Chúng ta phải nắm được các cái văn bản chỉ đạo của bộ, và chúng ta hôm nay chúng ta làm việc theo văn bản chỉ đạo của bộ. Ví dụ như xin trả lời ngắn thầy là gì, trong những cái công văn hướng dẫn triển khai năm học của Bộ Giáo dục và Đào tạo, ví dụ như trong công văn 1496 thì cũng đã nói rồi, trong những cái môn thực hành của chúng ta hoàn toàn có thể giao cái sản phẩm về thực hiện sản phẩm mỹ thuật cho học sinh thực hiện ở nhà nghĩa là cái không gian đã thực hiện mở rất rộng. Ví dụ như thầy mà dạy về nhiếp ảnh đúng không ạ, về chụp về chân dung, có thể học sinh có thể chụp hình bố mẹ, anh chị em, người thân trong gia đình hoặc là bà con hàng xóm, chúng ta cứ thấy một cái khuôn mặt nào mà có cá tính, hoặc chúng ta tổ chức là chúng ta tổ chức cái bố cục, cái khuôn hình để cho học sinh thực hiện cái sản phẩm mỹ thuật mà ở cái môn mỹ thuật đang diễn ấy, nó là một bức ảnh ở bất kỳ một không gian nào. Ví dụ như chúng ta chụp ảnh phong cảnh, làm sao mà chúng ta cứ quanh quẩn quẩn ở trường thì chúng ta chụp được đúng không ạ? Chúng ta đến những cái địa danh đẹp, những cái không gian đẹp của Kiên Giang,
thậm chí là ở ngay cái huyện hoặc là thị xã, thành phố của chúng ta, để chúng ta chụp, chúng ta rất nhiều cảnh. Bạn thích cảnh biển ra biển chụp, đúng không? Bạn thích cảnh núi, tổ chức một nhóm bạn ở ngay cái địa phương nơi mà học sinh sinh sống, hoặc là nơi mà cái trường của chúng ta đóng. Đấy. Chúng ta phải, cái điều này, tất cả này là trong văn bản hướng dẫn của bộ chúng ta đã rõ ràng hết, không có gì mới. Đấy. Thế thì ví dụ quay lại cái câu chuyện của cô Thảo, chuyện của cô Thảo là gì ạ? Khó khăn về đất xét thì trong chương trình họ đã quy định rồi, đất hoặc vật liệu tương đương. Thế vật liệu tương đương thì chúng ta biết là chúng ta có rất nhiều các vật liệu khác để có thể làm ra một cái sản phẩm hủ tiêu, đúng không? Chúng ta có thể ngâm cái giấy đa năng hoặc là cái giấy vệ sinh. Đây ạ, ví dụ chúng ta có cái giấy này, chúng ta rất nhiều quận chúng ta ngâm vào nước để chúng ta đắp nổi lên. Đắp lên chúng ta cao rồi chúng ta lại gọt đi, nó thấp. Bản chất của phủ điêu nó rất đơn giản, nó chỉ là gì ạ? Đắp vào hoặc là lấy ra, đúng không ạ? Để tạo ra cái chiều cao thấp cho một bức phủ điêu. Chúng ta lấy giấy này chúng ta đắp lên. Đấy, cái bài cuối cùng chúng ta cũng thấy là đã có một cái minh họa, chúng ta có thể, nếu mà đất nặng chúng ta, đất sét chúng ta khó khăn, chúng ta thay bằng giấy, chúng ta thay bằng đất nặng. À, nếu mà đất nặng thì chúng ta làm trong một cái gì ạ? Một cái khổ rất nhỏ. Nếu mà ví dụ như đất sét chúng ta có thể làm ở cái khổ giấy A4, thì đất nặng chúng ta chỉ làm khổ cái điện thoại. Vấn đề là chúng ta dạy học sinh, là chúng ta dạy học sinh cái tư duy, đúng không ạ? Còn học sinh nào mà yêu thích thì tiếp tục phân luồng lên đại học học tiếp, chứ không phải là trong, chúng ta không có một cái tham vọng là trong 16 tiết thực hành ở trên lớp, một tiết rưỡi kiểm tra đánh giá, chúng ta giúp cho học sinh hình thành thành một nghệ sĩ. Chúng ta hoàn toàn không có một cái tham vọng như vậy. Đấy, chúng ta chỉ thông qua cái việc thực hành này để giúp cho học sinh gì ạ? Giúp học sinh hiểu biết về một cái gì ạ? Một cái chất liệu tạo hình, một cái gì ạ? Kỹ thuật thực hiện, một cái tư duy về một cái loại hình trong một cái nội dung nào đó. Ví dụ 16 tiết thì chúng ta gì ạ? Sản phẩm của chúng ta là chỉ là một hoặc hai cái bức phù điêu. Phù điêu có thể là gì ạ? Cỡ bằng tờ A5, tờ A4, có thể A5, có thể chỉ nhỏ bằng cái điện thoại. Đấy, thế thôi. Thì chúng ta thấy 16 tiết chúng ta chỉ làm như vậy là đã quá đẹp, là đã là thành một cái sản phẩm mỹ thuật. Vấn đề học sinh là gì? Nếu mà học sinh yêu thích cái loại hình này thì tiếp tục học lên, hoặc là có những cái gợi ý để tiếp tục có những cái thực hành, có những cái thực hành ở nhà, là những cái sản phẩm phục vụ cho những cái việc gì ạ? Ví dụ như quà sinh nhật, ví dụ như một cái vật phẩm để trang trí cho ngôi nhà của mình, đúng không? Ví dụ đắp nổi một cái tranh treo ở nhà nhân dịp nhà mới, nhân dịp Tết, hoặc là gì ạ? Trang trí ngay cho cái không gian gia đình nhà mình bằng cái hình thức là gì ạ? Đắp nổi hoặc là khoét lõm, những cái kỹ thuật ở trong gì ạ? Ở trong phù điêu, ví dụ như vậy. Kể cả mỹ thuật đa phương tiện của thầy cũng thế. Chúng ta là gì ạ? Bản chất của môn mỹ thuật đa, nội dung mỹ thuật đa phương tiện ở lớp 10 nó thì là nhiếp ảnh, nó là bản chất nó là gì? Nó chỉ là bắt những cái khoảnh khắc trong cuộc sống, khoảnh khắc đẹp ấy, trong cuộc sống, thông qua một cái gì ạ? Phương tiện là thiết bị ghi hình, có thể là máy ảnh, có thể là điện thoại, đúng không ạ? Chúng ta mở rộng như vậy, hoặc là có thể là gì ạ? Máy tính bảng. Chứ đâu nhất thiết là chúng ta dạy nhiếp ảnh là chúng ta phải có máy ảnh. Đấy, máy ảnh nó còn bao nhiêu hệ, máy ảnh có gương lật, máy ảnh không gương lật, rồi máy ảnh du lịch, thì chúng ta có bao nhiêu phương tiện. Thế thì chúng ta, học sinh chúng ta có phương tiện đến đâu, chúng ta tổ chức đến đấy. Chúng ta đừng có nghĩ là nhiếp ảnh là phải học máy cơ, chúng ta đừng qua quan niệm như vậy, đúng không ạ? Chúng ta có thể một cái điện thoại này chúng ta có thể sử dụng được. Câu chuyện đó là gì ạ? Khi mà chụp một bức ảnh thì ngoài cái việc chúng ta nắm bắt được khoảnh khắc thì chúng ta phải có cái gì ạ? Có khuôn hình. Chụp làm sao mà bức hình nó cân đối, có bối cảnh, có nhân vật, cái gì là chính, cái gì là phụ, đúng không ạ? Nếu mà chúng ta chụp nhân vật thì làm sao? Nhân vật chúng ta phải là chính, còn bối cảnh là phải là phụ. Ví dụ chúng ta chụp một bức ảnh thiên nhiên thì cảnh thiên nhiên phải là chính, con người trong đấy là sự điểm xuyết cho cái bức ảnh nó sinh động, nó vui tươi hơn. Chứ không phải là chúng ta 16 tiết tạo nên một nghệ sĩ nhiếp ảnh. Đấy.
Câu chuyện như vậy thì chúng ta thấy là mở rộng ra đối với các cái lĩnh vực khác nó cũng như vậy. Chúng ta không nhất thiết là ví dụ thiết kế đồ họa chúng ta phải làm trên Corel Draw hoặc là AutoCAD hoặc là Photoshop hoặc là Illustrator. Chúng ta có thể là gì ạ? Chúng ta vẽ tay cũng được. Nếu mà chúng ta chưa có điều kiện về phương tiện công nghệ thông tin, ví dụ như máy tính, ví dụ như phần mềm, ta vẽ tay. Vấn đề là gì ạ? Chúng ta dạy học sinh cái tư duy về thiết kế đồ họa. Ở đây là lớp 10 chúng ta dạy về logo. Logo là gì ạ? Nó là biểu tượng. Chúng ta hiểu được bản chất của nó rồi thì chúng ta dạy những cái nội dung nó lại rất bình thường. Bởi vì các thầy cô biết nhé, ở lớp 7 chúng ta đã học về logo rồi đúng không ạ? Lớp 7 chúng ta có một bài 2 tiết chúng ta đã học về logo rồi. Đến lớp 10 chúng ta 16 tiết chúng ta chỉ học có mỗi cái logo. Thì có cái gì mà chúng ta có? Thế câu chuyện lại trở lại. Câu chuyện là chúng ta trở lại là gì ạ? Chúng ta có những cái nội dung gì mà chúng ta, cái năm đầu tiên ấy, chúng ta lựa chọn những cái nội dung gì mà chúng ta có thế mạnh. Cơ sở vật chất nhà trường đáp ứng và cái khả năng thực hành của học sinh thì chúng ta chọn. Đấy, sau này khi mà chúng ta hoàn thiện rồi, ví dụ nhà trường bổ sung thêm giáo viên, cơ sở vật chất có phòng học chuyên môn, có xưởng thực hành, đúng không ạ? Nhà xã hội quan tâm hơn, bố mẹ phụ huynh, cha mẹ phụ huynh ấy, quan tâm hơn, mua cho học sinh những cái công cụ, những cái thiết bị, những cái vật liệu, thì chúng ta cho học sinh lựa chọn. Đó là câu chuyện của sau này. Nhưng trước mắt, để đảm bảo cái việc thuận tiện trong việc triển khai nó thuận, nó phù hợp, thì chúng ta phải gì ạ? Các thầy cô có thể nhìn lên màn hình, đó là gì ạ? Chúng ta vẫn quan tâm là gì? Cơ sở vật chất nhà trường đến đâu chúng ta tổ chức đến đấy, khả năng của thầy cô chúng ta đến đâu chúng ta đến đấy. Ví dụ như thầy ở Kiên Giang mạnh về nhiếp ảnh thì chúng ta thể tổ chức nhiếp ảnh, nếu mà cô ở Tuyên Quang mạnh về mỹ thuật tạo hình thì chúng ta lựa chọn các loại hình mỹ thuật tạo hình chúng ta dạy, được không ạ? Cái cách chúng ta như vậy, nếu mà chúng ta thấy thế thì chúng ta thấy nó rất là phù hợp. Ở đây có một câu hỏi đúng không ạ, của cô Hồ Hồng ạ. Xin tạm gọi là cô Hồ Hồng tại vì cô không ghi dấu. Cái anh người kỹ thuật bên cạnh anh ấy bảo là gọi cô là cô Ho Hóng, không phải cô Ho Hóng đúng không ạ? Lần sau các thầy cô cũng chịu khó, chúng ta có dấu à, gọi cho nó thân mật. Chứ bây giờ lại cứ suy diễn lại, nhỡ không phải đấy thì nguy hiểm đúng không ạ? Cô hỏi là có đề kiểm tra có bản đặc tả đề kiểm tra mẫu giống như trung học cơ sở không? Thì cái này lại xin lại trả lời các thầy cô là gì ạ? Môn của chúng ta là môn thực hành, nó không phải môn lý thuyết đấy. Thế nên khi mà chúng ta đã là môn thực hành ấy thì chúng ta không cần xây dựng ma trận đề. Đó là trả lời của vụ trung học phổ thông ấy, chứ không phải trả lời của báo viên đâu. Khi mà việc với vụ trung học phổ thông ấy, thì vụ trung học phổ thông, chuyên viên theo dõi môn mỹ thuật của vụ trung học phổ thông là anh Minh, thầy Minh, thầy cũng trả lời là môn của chúng ta là môn thực hành thì chúng ta không cần phải làm ma trận đề. Chúng ta phải môn lý thuyết đâu mà chúng ta cần ma trận đề, đúng không ạ? Ví dụ như chúng đến cái giai đoạn nào chúng ta kiểm tra thì chúng, ở trong sách của chúng ta có rất nhiều các câu, các cái phần mà liên quan đến thực hành. Đây ví dụ như cuốn hội họa nhá, đây chứng minh ra thầy cô với chúng ta có gì ạ? Chúng ta có những cái câu lệnh thực hành là làm tạo sáng tác hoặc là thiết. Đây có những câu thực hành nó liên quan. Đây sử dụng kết hợp nhiều vật kỹ thuật thể hiện một bức tranh màu nước theo chủ đề em yêu thích. Đây cũng là một đề kiểm tra. Đấy, đúng không ạ? Thế thì chúng ta có cái gì ạ? Chúng ta đã, đây chúng ta có cái phần ví dụ như chúng ta có phần đặc tả đấy. Thế nào là kỹ thuật A, kỹ thuật B, kỹ thuật C thì chúng ta đây chính là đề kiểm tra. Chúng ta cho làm luôn. Đây làm luôn cái đề này. Đấy. Và báo cáo với các thầy cô là gì ạ? Trong công văn 1496 cũng đã nêu rõ rồi. Khuyến khích các thầy cô giao cái đề thực hành, là mà đã là đề thực hành thì làm ở nhà, có thể làm ở nhà. Và nếu mà làm ở nhà thì chúng ta có thể gì ạ? Thoải mái. Còn ngày xưa chúng ta đi học cũng thế. Ngày xưa ví dụ tôi đi học nha, chúng tôi học một cái bức tranh sơn mài là chúng ta làm 3 tháng. 3 tháng một bức tranh sơn mài, khổ 90m2. Đấy, từ tìm ý tưởng, đi ký họa, phác thảo, xây dựng bố cục, tìm chất liệu, đúng không ạ? Làm thực hiện ở nhà vẽ, rồi ủ mài, rồi đánh bóng, rồi mang đến lớp, 3 tháng rồi.
Thế thì môn của chúng ta cũng được thì đâu có phải là chúng ta cứ phải đến lớp chúng ta làm, đúng không? Các thầy cô hình dung ạ. Thì trong công văn 1496 cũng đã quy định cái điều này rồi. Thì đến cái phần sau buổi chiều hoặc là đầu giờ sau cái giờ nghỉ buổi sáng này chúng ta vào thì chúng tôi sẽ nói rõ hơn cái phần này để các thầy cô yên tâm. Môn của chúng ta có một cái lợi thế, đúng không ạ? Ví dụ như làm một bức phù điêu mà cứ bày ra làm trong vòng 45 phút làm sao được. Và còn đầu tiên là còn tìm ý, còn phát thảo, tìm ý tưởng xây dựng bố cục tổng thể, đúng không ạ? Đắp lên như nào, xong lại gọt đi thế nào, tạo hình như nào. Nó cứ làm như thế thì làm sao mà xong được một cái sản phẩm ở trên lớp, đúng không ạ? Thì bản thân cái đợt trước chúng tôi tập huấn, chúng tôi cũng đã trao đổi rồi, chúng ta những cái bài thực hành chúng ta có 4 tiết, nếu mà làm trên lớp chúng ta có 4 tiết để chúng ta thực hành, chứ 1 tiết làm sao mà chúng ta làm được không ạ? Các thầy cô được không? Thầy cái cách đầu tiên chúng ta phải thao gỡ với nhau để các thầy cô yên tâm khi mà chúng ta về cơ sở nhà trường chúng ta triển khai. Chúng ta mà chưa yên tâm thì chúng ta không thể triển khai được. Thì cái buổi tập huấn này báo cáo với các thầy cô là gì ạ? Buổi tập huấn này thực ra ấy, tất cả những cái slide thì chúng tôi sẽ cung cấp hết cho các thầy cô. Các thầy cô không phải chụp tài liệu bồi dưỡng giáo viên, chúng tôi cũng cung cấp cho các thầy cô sách giáo viên rồi sách học sinh cũng có hết ở trên trang web của nhà xuất bản. Các thầy cô hôm nay dự với chúng tôi ở đây là gì ạ? Là để yên tâm để về triển khai tốt cái nội dung mà được nhà trường giao nhiệm vụ. Thế còn tất cả những cái khác là các thầy cô không phải lo lắng nữa. Bởi vì sao ạ? Các thầy cô không phải ghi chép buổi tập huấn này, các thầy cô không phải ghi chép buổi tập huấn này, các thầy cô cũng không phải chụp ảnh. Tất cả slide chúng tôi sẽ chuyển hết lên hoặc là lên trên diễn đàn của bộ sách hoặc là ở trên trang web của nhà xuất bản, file nét các thầy cô sử dụng luôn, đúng không ạ? Các thầy cô không phải lo lắng gì cả. Đấy đầu tiên là cách tiếp cận. Thứ hai là những cái thắc mắc gì của các thầy cô thì rất mong các thầy cô chia sẻ để làm sao ạ? Để chúng tôi được giải đáp, được nghe. Đầu tiên chúng tôi lắng nghe để sao chúng tôi hoàn thiện cái phần nội dung tập huấn để cho nó tốt hơn, cũng như là gì ạ? Giải đáp để các thầy cô yên tâm khi các thầy cô về nhà trường triển khai. Hiểu được không ạ? Đấy là cái cách tiếp cận ở trong buổi tập huấn này. Để làm sao mà chúng ta phải một tâm lý thoải mái đón nhận một cái nội dung dạy học mới, nó thiết thực, nó phù hợp với cái năng lực của chúng ta mà tốt cho học sinh, và chúng ta hoàn toàn yên tâm thực hiện nhiệm vụ của chúng ta, được không ạ? Thế thì mời các thầy cô nghỉ giải lao trong vòng 20 phút đến bao nhiêu nhỉ? 9h40 các thầy cô quay lại, thêm câu hỏi thì các thầy cô cứ đặt ra, thì chúng tôi sẽ cùng nghiên cứu để trao đổi giải đáp với thầy cô, được không ạ? Cách tiếp cận như vậy nhé. Thế thì mời các thầy cô nghỉ giữa giờ buổi sáng, xong rồi 9h40 chúng ta cùng quay lại. Cái xin hỏi các thầy cô đã có sách giáo khoa trong tay chưa? Dạ, xin hỏi cô Thảo ở Tuyên Quang, cô đã có sách giáo khoa trong tay chưa? Không mở mic. Em có sách giáo khoa rồi anh ơi. Thầy có cô đã có bộ sách giáo khoa trong tay rồi ạ? Vâng ạ, có sách giáo khoa lớp 11 rồi ạ. Thế thì xin hỏi cô là khi mà cô tìm hiểu qua thì cô có cái nội dung nào cô cần trao đổi không? Nội dung trao đổi thì có nhận xét sách giáo khoa lớp 11 thì có ý kiến rồi ạ. Một số cái quyển sách về cái cách trình bày của nó không được đẹp ạ. Vâng. Thế là cô nhận xét từ cái đợt mà bộ yêu cầu nhờ các tỉnh nhận xét ạ? Vâng, bộ yêu cầu nhờ. Vâng. À, thế thì từ lúc đấy đến cái cuốn này nó đã có rất nhiều điều chỉnh của cô ạ. À, đấy ạ. Ý kiến của các thầy cô ở địa phương cũng như ở các chuyên gia thì nhóm tác giả cũng đã cân nhắc, cũng vâng, có một số điều chỉnh. Tuy nhiên cũng không thể là điều chỉnh hết được đấy cô ạ. Thì cũng rất mong là trong cái quá trình chúng ta triển khai ấy, thì còn nội dung nào mà các thầy cô thắc mắc thì rất mong là các thầy cô cùng trao đổi, được không ạ? À vâng. Thế thì nếu mà các thầy cô có sách trong tay rồi thì rất thuận tiện cho chúng ta tìm hiểu một cái nội dung tiếp theo của buổi sáng hôm nay,
đó là chúng ta tìm hiểu về cái cách mà chúng ta xây dựng kế hoạch dạy học cũng như kế hoạch bài dạy làm sao cho nó phù hợp. Cũng như qua cái việc xây dựng kế hoạch dạy học ấy, thì chúng ta trả lời cho các câu hỏi liên quan đến gì ạ? Phân bố chương trình, đúng không ạ? Phân bố chương trình làm sao mà cho nó thuận lợi, làm sao mà chúng ta đừng có dạy một tiết xong chúng ta lại nghỉ, lại dạy tiết nữa thì tự nhiên nó mất đi cái nguồn mạch của cái sự phát triển kiến thức. Thế thì mời kỹ thuật viên cho vào các cái slide ạ. Đấy, các thầy cô quan sát trên màn hình đúng không ạ? Thì ở đây chúng ta bắt đầu đi vào một cái khung kế hoạch dạy học. Cái khung kế hoạch dạy học này nó sẽ quyết định cho cái việc là chúng ta phân bổ thời gian trong một kế hoạch, trong cái việc chúng ta xây dựng cái thời khóa biểu chung cho cả nhà trường. Đấy. Thế thì các thầy cô cũng biết là trong các cái công văn hướng dẫn triển khai năm học mới thì các thầy cô cũng biết là gì ạ? Mỗi giáo viên chúng ta là phải xây dựng một cái kế hoạch dạy học cá nhân cho cái môn học của chúng ta, đúng không? Cái kế hoạch này chúng ta phải thông qua tổ tổ bộ môn và thông qua ban giám hiệu nhà trường, đặc biệt là cái cô hiệu phó mà phụ trách chuyên môn ấy, để chúng ta làm gì ạ? Để chúng ta có một cái khung, một cái thời khóa biểu chung cho cả một năm học, đúng không ạ? Thế thì trong cái kế hoạch dạy học này thì chúng ta phải đảm bảo là lúc nào chúng ta dạy, lúc nào chúng ta kiểm tra đánh giá, và cái kế hoạch chúng ta chỉ triển khai khi mà chúng ta gì ạ, có cái sự thống nhất và hay là chúng ta gọi là sự phê duyệt của ban giám hiệu. Đấy, chứ không phải chúng ta xây dựng kế hoạch chúng ta cứ thế chúng ta triển khai, bởi vì chúng ta còn phải nằm trong một cái khung của rất nhiều các môn học khác. Đấy. Thế thì cái việc mà xây dựng như nào, thời gian như nào thì chúng ta cùng tìm hiểu ở cái đây để qua các cái nội dung này để chúng ta gì ạ? Để chúng ta xây dựng một cái khung kế hoạch dạy học phù hợp với điều kiện tổ chức thực hiện ở cơ sở nhà trường. Thì các thầy cô thấy đúng không ạ? Ví dụ ở cái nội dung đầu tiên là nội dung mà chúng ta muốn tìm hiểu ở đây là nội dung lý luận và lịch sử mỹ thuật. Thì các thầy cô thấy chúng ta có 3 bài ở lớp 11. Đây ạ, ở lớp 11 chúng ta có 3 bài. Đấy, các thầy cô thấy chúng ta có 3 bài. 3 bài và mỗi bài chúng ta triển khai trong gì ạ? Số tiết là gì ạ? Các thầy cô nhìn ở cái cột bên trái màn hình của các thầy cô là bài 1 chúng ta có 4 tiết, bài 2, bài 3 chúng ta có 6 tiết và chúng ta dành 1,5 tiết để kiểm tra đánh giá. Đấy, một kiểm tra đánh giá. Thế thì cái đánh giá thì tí nữa chúng ta sẽ bàn, bởi vì chúng ta là kiểm tra đánh giá cho một môn học. Đấy, chúng ta không kiểm tra đánh giá cho từng nội dung. Đấy, kiểm tra đánh giá cho một môn học thì tổng vào 4 nội dung. Môn mỹ thuật chúng ta là 4 nội dung, đúng không? Học sinh lựa chọn 4 nội dung. Thì tổng kiểm tra đánh giá của chúng ta sẽ là 6 tiết. Đấy, 6 tiết. Thế thì chúng ta xây dựng làm sao cho phù hợp. Chứ không phải hết một nội dung này chúng ta lại kiểm tra. Chúng ta có thể kiểm tra đánh giá thường xuyên. Môn của chúng ta là 70 tiết thì chúng ta có thể kiểm tra thường xuyên 3 lần, đúng không ạ? Chúng ta chọn cái điểm cao nhất chúng ta ghi cho học sinh. Thế môn của chúng ta là ở trung học phổ thông ý, thì nó lại đơn giản hơn cái anh trung học cơ sở. Là anh trung học cơ sở nó là môn nghệ thuật. Môn nghệ thuật thì có nghĩa là gì ạ? Nó gồm cột âm nhạc và cột mỹ thuật. Thế các thầy cô là hay tranh luận trên các diễn đàn là gì? Ghi làm sao cho nó được, đúng không? Tại vì sao anh đạt được cái năng lực của âm nhạc thì chưa chắc đã đạt được năng lực của mỹ thuật, mà đạt được mỹ thuật thì chưa chắc đã đạt được âm nhạc, mà hai anh này với nhau mà ngồi làm sao mà ghi cho học sinh là đạt hay là chưa đạt, đúng không ạ? Ở trung học cơ sở là tranh cãi cái chuyện này. Thế ở trung học phổ thông thì chúng ta không bị cái chuyện này, bởi vì sao? Bởi vì học sinh là chọn 5 môn trong 9 môn lựa chọn. Thế thì khi mà chọn thế thì học sinh chọn thường phải chọn vào cái nhóm môn gì ạ? Nhóm môn mà thi tốt nghiệp. Đấy, nhóm thi tốt nghiệp thì ví dụ như 3 môn lý hóa sinh là chọn rồi, chọn một môn thuộc môn khoa học xã hội, một môn thuộc công nghệ và nghệ thuật. Thì học sinh sẽ không có cơ hội để chọn cả âm nhạc, cả mỹ thuật.
Nên cái việc ghi điểm của chúng ta đánh giá ấy, về sau chúng ta sẽ không gặp khó khăn. Đấy, phải giải thích ngay các thầy cô để các thầy cô nắm được là trung học phổ thông chúng ta sẽ không gặp khó khăn khi đánh giá ở các nội dung âm nhạc và mỹ thuật. Bởi vì học sinh sẽ không có cơ hội để lựa chọn cả âm nhạc cả mỹ thuật. Đấy, phải giải thích như vậy. Trong những trường hợp, tuy nhiên là trong những trường hợp rất đặc biệt, ví dụ học sinh mà không chọn cái môn thi tốt nghiệp trung học phổ thông mà cứ chọn âm nhạc mỹ thuật thì nó lại câu chuyện khác, nó rất hiếm. Đấy, cũng xin chia sẻ với thầy cô như vậy. Ở hội họa các thầy cô thấy đúng không ạ? Có hai bài, một bài 6 tiết, một bài 10 tiết. Đấy. Ở điêu khắc cũng vậy, chúng ta có hai bài, một bài 6 tiết, một bài 10 tiết. Đồ họa tranh in chúng ta có hai bài, một bài 4 tiết, một bài 12 tiết. Như vậy các thầy cô thấy là thường là những cái bài số tiết lớn ấy, thì dành cho cái phần thực hành. Đấy, dành cho phần thực hành. Thế thì ở đây câu chuyện là gì ạ? Chúng ta có phải thực hành hết ở trên lớp hay không? Đúng không ạ? Nghĩa là lại liên quan đến cái câu chuyện là về không gian tổ chức dạy học mà thầy giáo ở Kiên Giang đã nêu ra. Liệu chúng ta phải tổ chức hết ở trong lớp không? Đấy, thế thì trên lớp thì chúng ta tổ chức cái gì và ở nhà học sinh làm cái gì cho nó phù hợp với cái điều kiện tổ chức của chúng ta. Đấy. Thế thì ở đây chúng ta có thể phân tích đến cái phần điêu khắc thì liên quan đến cô Thảo ở Tuyên Quang thì chúng ta lại tự phân tích này để chúng ta cùng chia sẻ đúng không ạ? Thế thì ví dụ như ở điêu khắc này, cô Thảo mà dạy ở Tuyên Quang á, ví dụ cái bài mà khái quát về tượng tròn thì học sinh vẫn phải thực hành nhưng thực hành không nhiều mà chủ yếu là thực hành ở bài 2. Cái trọng tâm nó sẽ rơi vào bài 2. Bài 1 là liên quan đến kỹ thuật, giới thiệu những cái kỹ thuật đơn lẻ để làm sao học sinh hội tụ đủ cái kỹ thuật đơn lẻ thì đến cái bài 2 thì chủ động thực hành. Thế thì ở đây các thầy cô lưu ý là gì ạ? Chúng ta có thể là giao ở lớp, chúng ta giới thiệu, chúng ta cho học sinh thực hành một vài kỹ thuật. Còn một vài kỹ thuật là chúng ta cho học sinh về nhà thực hiện. Và gì ạ? Chúng ta có thể kiểm tra thông qua sản phẩm. Thông qua sản phẩm ở đây thì có rất nhiều cách. Một là học sinh làm xong mang sản phẩm đến lớp. Hai là học sinh làm xong chụp ảnh gửi chúng ta sản phẩm. Đấy, chúng ta có rất nhiều cách. Và chúng ta cũng hoàn toàn chúng ta có thể xử lý cách kiểm tra đánh giá của chúng ta là gì ạ? Thông qua sản phẩm mỹ thuật và dự án học tập được. Không nhất thiết là chúng ta kiểm tra đánh giá thông qua cái việc học sinh làm ở trên lớp. Thì các cái công văn tí nữa đến cái phần kiểm tra đánh giá chúng ta sẽ làm rõ hơn. Được không ạ? Thế ở đây các thầy cô lưu ý là gì ạ? Nếu mà chúng ta gặp khó khăn ở bất kỳ một cái hình thức nào thì các cái công văn hướng dẫn của bộ cũng đã rất mở. Các thầy cô lưu ý chương trình chúng ta là mở. Đấy, sách giáo khoa chúng ta biên soạn có tính mở. Đấy, thế thì rõ ràng là khi mà chúng ta triển khai thì chúng ta rất được linh hoạt vận dụng tất cả những cái gì mà chúng ta cho là đáp ứng được cái mục tiêu của bài học. Cái đấy mới là cái đích cuối cùng. Còn chúng ta làm bằng cái cách gì, đúng không ạ? Chúng ta không có đất sét thì chúng ta làm bằng đất nặng. Chúng ta không có vật liệu A thì chúng ta làm bằng vật liệu B. Chúng ta không có máy ảnh thì chúng ta chụp bằng điện thoại. Đấy. Thì chúng ta được phép linh hoạt trong cái việc chúng ta sử dụng các cái phương tiện và đồ dùng dạy học. Đấy. Đấy, ví dụ như ở cuốn điêu khắc thì chúng ta cũng phân tích ngay. Đấy. Ở đâu đâu chúng ta phân tích ngay thì các thầy cô thấy. Đấy. Các thầy cô có thể giở cuốn sách của chúng ta ra. Nếu mà chúng ta có gì ạ? Đất sét thì chúng ta làm bằng đất sét. Mà chúng ta có đất nặng, chúng ta làm bằng đất nặng. Mà chúng ta không có đất nặng nữa thì chúng ta làm bằng gì ạ? Làm bằng giấy. Đấy, các thầy cô thấy giấy báo ạ. Đấy, các thầy cô thấy đúng không ạ? Đây nhìn rõ màn hình, các thầy cô thấy gì? Chúng ta làm bằng giấy báo. Chúng ta có thể làm bằng gì ạ? Đất sét đấy. Đất sét trên chúng ta thì làm bằng đất nặng dưới đúng không ạ? Đấy, như vậy là gì ạ? Chúng ta có rất nhiều cách để chúng ta tạo nên ở một cái sản phẩm tượng tròn. Chúng ta có rất nhiều chất liệu tạo hình. Chúng ta đừng có bị lệ thuộc quá vào một chất liệu nào đó, bởi vì nếu mà địa phương chúng ta không thuận tiện có sẵn thì chúng ta phải có giải pháp. Đấy, mà giải pháp như nào thì các thầy chỉ có các thầy cô mới nắm được là chúng ta mạnh về cái gì thì chúng ta làm bằng cái đấy. Được không ạ?
Thế thì ở đây qua cái này chúng ta có thể trả lời là chúng ta vướng cái vật liệu gì, hay là vật liệu, hay chúng ta gọi nôm na gọi chúng ta gọi là chất liệu tạo hình, chúng ta vướng cái gì chúng ta làm cái khác. Đấy, không có gì mà hạn chế được cái khả năng sáng tạo của chúng ta, được không ạ? Đấy, ví dụ như ở cuốn hội họa, nếu mà chúng ta không có màu nước theo cái kiểu mà màu dạng tuyết thì chúng ta có màu dạng bánh, màu nước. Chúng ta không có màu nước nữa thì chúng ta sử dụng các cái chất liệu tương đương màu. Các thầy cô lưu ý là chúng ta còn một dạng nữa là dạng trì nước, chúng ta cũng có thể dùng để trong cái bài của chúng ta, miễn là chúng ta có thể qua đó chúng ta có thể thể hiện được một số các kỹ thuật tiêu biểu của cái chất liệu đấy. Còn cơ bản nếu mà không có thì chúng ta có thể dùng tạm màu diện, màu quát cũng được, đúng không ạ? Màu gốc nước đấy, ví dụ như vậy. Chúng ta lưu ý là chúng ta không nên hạn chế quá, có thì là quá tốt rồi. Nếu mà trong cái điều kiện đầy đủ đồ dùng dạy học, đồ dùng học tập, nó là một cái điều kiện lý tưởng. Cả một ví dụ như một xưởng vẽ hoặc một phòng nghệ thuật thì nó là điều kiện lý tưởng. Tuy nhiên nếu mà chúng ta không có thì chúng ta hoàn toàn linh hoạt. Xin nhắc lại, các thầy cô hoàn toàn chủ động linh hoạt cho cái việc này, đúng không ạ? Tiếp theo các thầy cô thấy là ví dụ đồ họa, tranh in thì tiết bài 1 chúng ta có 4 tiết, bài 2 chúng ta có 12 tiết. Thiết kế mỹ thuật đa phương tiện, bài 1 chúng ta cũng có 5 tiết, bài 2 chúng ta có 11 tiết. Như vậy cũng xin nhắc lại các thầy cô là gì, chúng ta có hai, chúng ta chủ yếu là có hai cái dạng bài thôi. Một cái dạng bài là khái quát, một dạng bài là thực hành. Đấy. Trong bài khái quát thì cũng có phần thực hành, nhưng là xin nhắc lại là những cái phần thực hành nhỏ, những cái phần thực hành nhỏ để làm sao để giúp cho học sinh tích lũy được những cái kỹ năng cơ bản để đến một cái bài thực hành lớn thì chúng ta hoàn toàn có thể thực hiện được. Như vậy các thầy cô lưu ý là cả một cái nội dung 16 tiết là chúng ta chỉ có hai cái phần thực hành chính, một phần thực hành ở bài 1 và một phần thực hành ở bài 2, đúng không ạ? Còn lại là những cái phần thực hành nhỏ, ví dụ như là một cái kỹ thuật thể hiện màu nước, hoặc là kỹ thuật thể hiện dựng tốt của trong cái làm cái tượng chân dung, ví dụ như vậy. Còn đấy là những cái kỹ thuật rất nhỏ, nó không phải là một cái bài thực hành. Đấy. Thế thì rõ ràng là đến đây thì các thầy cô lưu ý cho đó là gì ạ? Khi chúng ta phân bổ tiết ấy, thì chúng ta căn cứ theo cái kế hoạch dạy học của chúng ta, căn cứ theo cái nội dung của chúng ta để chúng ta có thể phân bổ tiết làm sao cho nó phù hợp. Đó là làm sao ạ? Chúng ta có thể dạy hai tiết liền nhau. Đấy là chương trình cho phép cái điều đấy thôi. Vấn đề là các thầy cô khi ngồi với tổ chuyên môn ấy, với cả làm việc với cả ban giám hiệu nhà trường ấy, chúng ta có bố trí được không? Ví dụ như vậy chúng ta có thể là gì ạ? Tuần này chúng ta dạy hai tiết, thậm chí là 4 tiết để tuần sau chúng ta nghỉ, chúng ta không dạy môn mỹ thuật nữa. Ví dụ như vậy. Cái này là hoàn toàn do cái việc sắp xếp của chúng ta, hoàn toàn do việc sắp xếp chúng ta, và trong chương trình cũng như các công văn của bộ đều cho phép làm việc này. Ví dụ môn của chúng ta là gì ạ? Nếu chúng ta chia theo tuần ý, thì một tuần của chúng ta là 2 tiết, ví dụ như vậy. Nhưng 2 tiết thì chúng ta có thể là dạy liền nhé. Tuần này chúng ta dạy 2 tiết, tuần sau chúng ta không dạy nữa. Tuần này chúng ta dạy 4 tiết, tuần sau chúng ta không dạy nữa. Nếu mà chúng ta dạy 2 tiết thì chúng ta dạy 2 tiết, chúng ta dạy cho cặp tiết. Và trong cái cặp tiết đấy thì chúng ta tìm hiểu là ví dụ như cái bài 1 6 tiết đúng không ạ? Thì chúng ta dạy cái nội dung gì phù hợp trong 2 tiết thì chúng ta dừng lại. Đấy. Được không ạ? Sang tuần sau chúng ta dạy. Thì chúng ta nếu mà chúng ta dạy một tiết ý, thì rất khó cho cái môn thực hành của chúng ta. Nếu mà chúng ta dạy một tiết thì học sinh mà bày ra đã hết 5-10 phút rồi, cứ ổn định lớp xong lại thu gọn lại mất đi khoảng 15 phút rồi. Thì cái thời gian mà chúng ta dạy rất khó và nó không liền mạch được về mặt nội dung. Thế nên rõ ràng các thầy cô có thể là thống nhất trong tổ của chúng ta là gì ạ? Tổ chuyên môn của chúng ta. Tuần này là em dạy 4 tiết, đúng không ạ? Có thể là 2 tiết sáng, 2 tiết chiều. Có thể là buổi chiều em dành cả buổi chiều 3 tiết, ví dụ thế em dạy môn mỹ thuật thì học sinh được tập trung vào một cái môn, một cái nội dung của chúng ta. Đấy, thì đây ra rất nhiều cách. Ví dụ bài 1 ở thiết kế thời trang là 6 tiết thì các cô tính là dạy 2 tuần,
mỗi tuần 3 tiết ví dụ như vậy, thì các thầy cô xây dựng làm sao cả cả học kỳ 1, học kỳ 2 chúng ta có 4 nội dung thì chúng ta chia ra tuần này dạy cái gì, tuần kia dạy cái gì, chúng ta xây dựng một cái bức tranh chung, một cái bức tranh chung tổng thể dạy môn mỹ thuật, và chúng ta trao đổi với tổ chuyên môn trước khi trình lên ban giám hiệu, được không ạ? Đấy, giúp chúng ta rất nhiều cách. Chúng ta có thể dạy 2 tiết, 3 tiết, 4 tiết, không sao cả. Một ngày chúng ta có thể dạy buổi sáng, buổi chiều, không sao cả. Miễn là làm sao ạ? Chúng ta thực hiện được 70 tiết trong một năm học. Đấy. Thế thì cái điều này là trong các cái công văn hướng dẫn của bộ thì báo cáo các thầy cô là chúng ta là gì ạ? Chỉ thống nhất với nhau là số tiết trong một môn học, chứ chúng ta không quy định là số tiết trong một tuần học. Đấy, cái này nó khác cơ bản so với cái chương trình giáo dục phổ thông 2006 trước đây. Đấy, cũng xin trao đổi với các thầy cô đi, để các thầy cô nắm được. Đấy, để chúng ta có sự chủ động trong xây dựng kế hoạch dạy học. Ở nội dung này các thầy cô có gì chia sẻ không ạ? Dạ, các thầy cô, mời các thầy cô ạ. Ở cái nội dung mà xây dựng cái khung, cái kế hoạch dạy học này, các thầy cô có gì chúng ta có thể trao đổi, chia sẻ với nhau được không ạ? Đấy, các thầy cô thấy đúng không ạ? Ví dụ như các nội dung thiết kế mỹ thuật sân khấu điện ảnh, chúng ta có 5 tiết, 11 tiết. Kiến trúc chúng ta có 2 bài, mỗi bài 8 tiết. Chúng ta có chuyên đề học tập thì nó cụ thể rồi. Bài 1 thì 6 tiết, bài 2 của thực hành của nội dung hình họa là 15 tiết. Thì bài 1, bài 2 là 6 tiết và 8 tiết. Một tiết trưng bày sản phẩm. Bài nội dung về trang trí thì các thầy cô thấy ạ, bài 1 nội dung trang trí và nội dung bố cục là mỗi nội dung này gồm 10 tiết. Nội dung hình họa thì là 15 tiết, tổng cộng là 35 tiết. Trong 35 tiết này thì chúng ta có 3 tiết dành cho trưng bày và đánh giá, đúng không ạ? Các cái chúng ta mỗi nội dung này chúng ta có 2 bài. Ở hình họa là bài 1 6 tiết, bài 2 8 tiết. Trang trí thì chúng ta có địa bài 1 3 tiết, bài 2 6 tiết. Đấy, các thầy cô thấy chủ yếu là các phần thực hành sẽ dành rất nhiều tiết. Thế thì thực hành ở trong cái bài này là gì ạ? Chúng ta biết là chúng ta bày tượng ra và chúng ta vẽ, hướng dẫn cho học sinh những kiến thức kỹ năng cơ bản để học sinh có thể vẽ được một cái tượng chân dung phạt mảng ở lớp 11. Trong đó thể hiện được gì ạ? Cấu trúc, thể hiện được ánh sáng, thể hiện được khối, thể hiện được sắc độ. Thế thì một cái bài này thì cái phần hướng dẫn các cái kỹ năng nhỏ ấy, thì nó sẽ rơi vào 1-2 tiết, còn lại 7 mẫu để cho học sinh thực hành. Trang trí cũng vậy và phần tranh bố cục cũng vậy. Thế thì rõ ràng ở đây những cái nội dung này thì các thầy cô thấy ạ. Cô Khoa, cô gì ạ? Trang Minh Khoa ở bên Kiên Giang có nói là bên cô không bật được mic, thì kỹ thuật bật mic cho cô. Mời cô Trang Minh Khoa có cái gì trao đổi ạ? Dạ, mời cô Khoa. Để đảm bảo các tín hiệu đường truyền không bị ù dè thì bên nhà xuất bản họ yêu cầu là những cá nhân nào mà phát biểu thì có tín hiệu thì chúng tôi sẽ bật mic để cho các thầy cô phát biểu ạ. Dạ, mời cô Khoa. Dạ, vừa thấy cô trên hình ảnh cô đang hình như là ở trong một cái không gian xào nấu gì ạ, bây giờ lại thấy lại tắt rồi ạ. Dạ, mời cô có cái ý kiến thì chúng ta cùng chia sẻ vậy ạ. Khi đợi cô Khoa, cô có ý kiến thì các thầy cô cùng tìm hiểu là đúng không ạ? Thì rõ ràng là những cái bài mà liên quan đến ví dụ như vẽ tranh bố cục ấy, thì bên cạnh là chúng ta giới thiệu các cái kỹ năng và các cái kiến thức liên quan thì chúng ta có thể giao cho học sinh thực hiện ở nhà bằng
rất nhiều phương án bằng rất nhiều phác thảo đúng không ạ? Chúng ta xây dựng phác thảo, xây dựng ý tưởng. Còn ở lớp thì chúng ta có thể giao cho tùy vào cái cơ sở vật chất. Chúng ta cho học sinh thực hành ở lớp thì chúng ta có thể cân nhắc thực hành phần nào và phần nào chúng ta cho thực hiện ở ở nhà. Chúng ta hoàn toàn có điều kiện để chúng ta làm như vậy đúng không ạ? Hay là ví dụ như cái bài vẽ tượng chân dung Phật mà thì rõ ràng là khi chúng ta phân tích thì cái gì chúng ta phân tích ở lớp, cái gì kỹ năng gì chúng ta cho thực hiện ở nhà luyện thêm và cái gì chúng ta cho bày mẫu thực hiện ở trên lớp. Thế thì ở đây chúng ta có về liên quan đến kiểm tra đánh giá thì chuyên đề học tập là chúng ta có một cái kiểm tra thường xuyên. Đấy, thế thì tuy nhiên lại trong cái chuyên đề học tập thì nó lại đánh giá theo cụm chuyên đề. Thế thì khi mà cái đánh giá theo cụm chuyên đề để mà ghi vào sổ điểm ấy các thầy cô ạ, thì chúng ta lại phải đánh giá chung trong ba cái chuyên đề học tập đấy và chỉ lấy một kết quả để ghi. Đấy, cái tí nữa thì đến cái phần kiểm tra đánh giá chúng tôi sẽ nói rõ hơn. Còn cái phần kiểm tra đánh giá thường xuyên này thì chúng ta vẫn đánh giá bình thường. Chúng ta chỉ các thầy cô chỉ lưu ý là chuyên đề học tập ấy, thì chúng ta không có cái đánh giá định kỳ thôi. Còn chuyển đánh giá thường xuyên thì chúng ta vẫn tổ chức đánh giá bình thường. Đấy. Thế thì chúng ta đã xong cái kế hoạch dạy học đúng không ạ? Xong cái kế hoạch học thì chúng ta lại đến cái phần xây dựng kế hoạch bài dạy. Và cái phần này thì các thầy cô cũng lưu ý là gì ạ? Chúng ta cũng tìm hiểu rất kỹ để chúng ta có thể là gì ạ? Xây dựng được cho mình một cái kế hoạch dạy học làm sao mà chúng ta cắt tiết đến đâu cho phù hợp. Đấy. À, ví dụ chúng ta dạy 2 tiết thì chúng ta tính đến cái nội dung nào chúng ta dừng lại là phù hợp. Để chúng ta giống như cô Thảo ở Tuyên Quang ấy, là chúng ta không bị ngắt quãng hoặc không bị vụt đi cái mạch cảm xúc trong dạy học cũng như trong thực hành của học sinh. Đấy. Thế thì cái gợi ý dạy học nội dung, từng nội dung này thì chúng tôi đã có slide rồi. Và trong thời gian sớm nhất thì chúng tôi sẽ đưa lên trang diễn đàn của bộ sách. Thì chỉ mong là các thầy cô tham dự diễn đàn. Tham dự diễn đàn là chúng ta sẽ đón nhận những cái tài liệu một cách miễn phí đúng không ạ? Và chúng ta tìm hiểu cái chữ ở trên này thì các thầy cô thấy là để đảm bảo cho các thầy cô không mất nhiều thời gian trong nghiên cứu chương trình thì chúng tôi đưa ra những cái cột. Ví dụ như trong cái bài học này thì chúng ta quy trình dạy học như thế nào và lưu ý trong triển khai thì chúng ta lưu ý cái gì để các thầy cô có những cái thông tin tốt nhất phục vụ cho cái việc mà chúng ta xây dựng kế hoạch dạy học cũng như là kế hoạch bài dạy. Thế thì phần sau chúng ta sẽ tìm hiểu về kế hoạch bài dạy. Thì kế hoạch bài dạy thì các thầy cô cũng biết là chúng ta thực hiện theo tinh thần của các cái phụ lục trong công văn 5/12 đúng không ạ? Để chiều buổi chiều chúng ta sẽ hoặc là tí nữa chúng ta sẽ tìm hiểu về cái sách giáo viên. Cái sách giáo viên nó chính là cái kế hoạch bài dạy rất cụ thể theo đúng tinh thần của công văn 5/12 đúng không ạ? Đấy, các thầy cô mời các thầy cô có thể chia sẻ bất kỳ lúc nào, các thầy cô cứ ra tín hiệu thì kỹ thuật sẽ mở mic cho các thầy cô ạ. Có một thầy cô là mật mã đúng không ạ? Cũng có muốn có ý kiến ạ? À, dạ thưa thầy. Dạ vâng, mời thầy ạ. Dạ vừa rồi em bây giờ ở Đà Lạt. Vừa rồi có nghe thầy trình bày á cái môn nghệ thuật của mình. Có thể là một tuần mình học 2 tiết. Nhưng mà do nhà trường có thể sắp xếp cho mình khoảng 3 4 tiết một tuần. Như vậy thì nó có quá tải do với một cái môn học trên một tuần được không ạ? Vì nhiều khi sở nó về để kiểm tra sổ đầu bài á. Hoặc trên nhà đu thì người ta bảo là trường mình dạy quá tiết so với yêu cầu của Bộ Giáo dục. Điều có được không thầy? Dạ à, vâng. À, thầy hết ý kiến ạ, để xin trao đổi luôn thì các thầy nắm được ạ. Dạ. Đầu tiên chúng ta phải nói là chúng ta nói theo có mấy cái khía cạnh này để chúng ta có thể xây dựng số tiết trong một môn học phù hợp. À, đầu tiên chúng ta phải nói về cái quy định của cơ quan quản lý giáo dục. Ở đây đầu tiên phải nói là Bộ Giáo dục. Đúng không ạ? Thì trong các cái văn bản chỉ đạo triển khai năm học ấy, thì Bộ Giáo dục không quy định khống chế số tiết dạy trong một tuần. Đấy, đầu tiên là như vậy, đúng không? Phải nắm được. Thì các thầy cô có thể tham khảo công văn 2613 hay công văn 1496 mới đây nhất.
1496 là ban hành và năm 2022 là mới nhất, thì các thầy cô cũng thể nắm được như vậy. Thứ hai, một cái căn cứ nữa quan trọng hơn, đó là trong cái thông tư 32 ban hành về chương trình giáo dục phổ thông ấy, thì trong mỗi môn học họ chỉ khống chế chúng ta là số tiết trong một năm, chứ họ không quy định là số tiết trong một tuần. Đầu tiên chúng ta phải nói về cái căn cứ pháp lý là chúng ta xây dựng bao nhiêu tiết trong một tuần phù hợp, thì chúng ta phải nói về căn cứ pháp lý. Thì căn cứ pháp lý hiện nay là chúng ta thấy là chúng ta được phép xây dựng số tiết trong một tuần phù hợp theo cái kế hoạch dạy học của chúng ta. Bước tiếp theo là gì ạ? Khi chúng ta xây dựng một cái kế hoạch dạy học thì nó phải theo các quy trình, như các thầy cô biết là theo công văn 5512 về triển khai năm học. Thì các thầy cô, trong công văn 5512 thì nó có hai cái nội dung chính, đó là xây dựng kế hoạch dạy học và xây dựng kế hoạch bài dạy. Thì hiện nay chúng ta tìm hiểu về cái kế hoạch dạy học, thì quy trình xây dựng kế hoạch dạy học thì các thầy cô biết rồi, chúng ta phải xây dựng kế hoạch dạy học theo môn học và theo cái kế hoạch dạy học của mỗi giáo viên. Sau đó chúng ta đưa thông qua cái gì ạ? Thông qua tổ chuyên môn. Sau đó chúng ta mới trình lên ban giám hiệu, và khi ban giám hiệu phê duyệt xây dựng kế hoạch dạy học chung cho nhà trường ấy, thì mỗi trường lại phải trình lên trên sở giáo dục ở cấp trung học phổ thông. Thế thì khi mà chúng ta làm đúng quy trình rồi thì có cái gì mà chúng ta lo lắng về cái chuyện mà sở giáo dục về kiểm tra chúng ta dạy 2 tiết hay 3 tiết hay 4 tiết. Nếu mà chúng ta làm đúng được thì chúng ta hoàn toàn là có cơ sở. Còn ý thứ hai nữa mà thầy nêu ra ấy, là liệu có quá tải đối với một môn học của chúng ta hay không, thì quá tải hay không lại do cái nội dung mà chúng ta dạy, là chúng ta dạy có quá tải hay không. Đấy. Ví dụ một tuần chúng ta dạy, ví dụ nhé, chúng ta dạy 4 tiết mà chúng ta làm 5 bài thực hành thì là quá tải. Nhưng mà 4 tiết đấy nó chúng ta làm chỉ không đến một bài thực hành thì đâu gọi là quá tải. Thế nào gọi là quá tải thì chúng ta phải nói đến cái sự căn cứ vào cái khả năng thực hiện của người dạy và người học. Trong một đơn vị thời gian nó có quá sức khả năng dạy và khả năng tiếp nhận thông tin hay không thì mới là quá tải. Còn trong đặc thù cái môn dạy thực hành của chúng ta ấy, như đã trao đổi với các thầy cô là gì ạ? 16 tiết của chúng ta chỉ có 2 bài thực hành, 2 bài thực hành lớn để tạo ra sản phẩm mỹ thuật. Nghĩa là 16 tiết của chúng ta chỉ có 2 bài, 2 cái gọi là sản phẩm mỹ thuật. Còn lại là những cái dạng thực hành nhỏ tạo nên kỹ năng ấy, thì chúng ta đấy, chúng ta vẫn là thực hành nhưng chúng ta không tạo ra sản phẩm mỹ thuật. Do đó trong 3 đến 4 tiết nếu mà chúng ta xây dựng mà nó phù hợp theo một cái nội dung của chúng ta thì đấy không gọi là quá tải, mà đấy nó gọi là gì ạ? Nó gọi là những cái tiết dạy liền mạch để không phá vỡ đi một cái mạch kiến thức cũng như khả năng tiếp nhận của học sinh, thì chúng ta hoàn toàn có thể yên tâm, đúng không ạ? Nếu mà thầy thấy quá tải trong một ngày thì chúng ta có thể tổ chức theo gì ạ? 2 tiết buổi sáng, 2 tiết buổi chiều, thì chúng ta hoàn toàn có thể xử lý được về mặt kỹ thuật. Chúng ta không liên quan gì đến cái việc quá hay là không quá tải. Đấy, xin trao đổi với các thầy cô như vậy. Thế thì để ngắt được cái tiết cho nó phù hợp thì rất mong là các thầy cô dành thời gian để tìm hiểu các cái nội dung gợi ý dạy học trên màn hình. Kỹ thuật vẫn cho slide trên màn hình nữa. Thế các thầy cô thấy đúng không ạ? Ở trong một cái này thì chúng ta có gì ạ? Chúng ta có những cái lưu ý chứ không phải là bắt buộc. Đấy, các thầy cô thấy không? Ví dụ như trong một cái bài 1 về lý luận và lịch sử mỹ thuật thì các thầy cô thấy đúng không ạ? Chúng ta có rất nhiều các cái nội dung lưu ý. Thế thì nội dung nào mà phù hợp với các thầy cô thì chúng ta gì ạ? Chúng ta đón nhận. Còn liệu nội dung nào mà chưa phù hợp thì chúng ta điều chỉnh cho phù hợp. Bởi vì sao ạ? Khi chúng tôi xây dựng một cái lưu ý này, đó là đáp ứng với tất cả các nhà trường cũng như với cả các thầy cô ở trên 63 tỉnh thành. Thế thì ví dụ như thầy ở chỗ của thầy Mật Mã, không biết là ở địa phương nào đúng không ạ? Các thầy thấy nó phù hợp thì chúng ta sử dụng, mà chúng ta chưa thấy phù hợp thì chúng ta điều chỉnh. Chúng ta có thể thêm, chúng ta có thể bớt nội dung đi để làm sao mà khi thầy triển khai ở nhà trường ấy thì nó hiệu quả nhất. Hiệu quả nhất là hiệu quả nhất với ai ạ? Với đối tượng học sinh của thầy. Đấy.
Báo cáo với thầy, ví dụ như môn mỹ thuật của chúng ta là trong những cái năm đầu triển khai ấy, nó sẽ rất nhiều khó khăn. Ví dụ như lớp của cô A ở Tuyên Quang ấy, một lớp có khoảng 20 học sinh chọn mỹ thuật thôi. Nhưng lớp của thầy ở ví dụ như ở Kiên Giang ấy, lại có 40 học sinh chọn. Thế thì số lượng học sinh khác nhau thì nó sẽ dẫn đến gì ạ? Cái cách mà chúng ta tổ chức ở trên lớp nó sẽ khác nhau, đúng không ạ? Thế thì rõ ràng là chúng ta phải tìm được một cái mẫu số chung an toàn cho mỗi chúng ta. Thì đây là những cái lưu ý mà nhóm tác giả nghiên cứu đưa ra, thì các thầy cô hết sức là gì ạ, là tìm hiểu kỹ. Ví dụ nhá, ví dụ như tranh ảnh tư liệu hiện vật thì chúng tôi chỉ định đến một số các cái trang web của bảo tàng, ví dụ như Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, cũng như là một số các cái trang bảo tàng, trang thông tin điện tử của bảo tàng, một số bảo tàng như Bảo tàng Louvre ở Pháp hay là Bảo tàng Metropolis ở Mỹ, thì hoàn toàn chúng ta có thể vào để chúng ta tìm được cái hình ảnh nó phù hợp với cái bài dạy của chúng ta. Đấy. Thế thì ví dụ như thầy có thể là chọn, thầy bảo thôi chỉ cần là Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Việt Nam là vừa rồi. Nhưng mà cô A thì bảo tôi muốn thêm những cái hiện vật ở các bảo tàng ví dụ Metropolis ở Mỹ ví dụ thế. Đấy, thế thì rõ ràng là chúng tôi chỉ đưa ra những cái khuyến cáo, còn cái việc sử dụng ở mức độ nào thì rất mong là các thầy cô bằng cái linh hoạt của mình sử dụng cho nó phù hợp. Được không ạ? Thế thì cái nội dung này thì đã có trong slide thì chúng tôi cũng chỉ giới thiệu thôi, chúng tôi cũng không đọc, thì các thầy cô chịu khó một là vào trang web của nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam vào cái phần tập huấn để các thầy cô có thể tải các cái dữ liệu này về. Thứ hai là các thầy cô có thể gì ạ, vào trang diễn đàn của bộ sách trên Facebook ấy. Thì tí nữa chúng tôi sẽ giới thiệu tất cả các cái nguồn này để các thầy cô nắm được, và sao ạ, và chúng ta có thể tải về chúng ta nghiên cứu, được không ạ? Đấy, các thầy cô thấy đúng không ạ? Chúng ta có rất nhiều các thông tin. Đấy, ví dụ bài 1, bài 2, bài 3, quy trình dạy học như nào, ví dụ môn nội dung hội họa này, quy trình dạy học như thế nào và lưu ý trong triển khai như thế nào. Đấy. Thế thì các thầy cô thấy là đúng không ạ? Chúng ta có rất nhiều các cái công cụ để hỗ trợ các thầy cô yên tâm khi triển khai các cái nội dung giáo dục mới. Đấy, yên tâm khi triển khai nội dung giáo dục mới. Đấy, nội dung đồ họa tranh in. Thế nội dung đồ họa tranh in này thì khi mà chúng ta lớp 10 chúng ta học về tranh in bản dập thì nó cũng khá là đơn giản. Bởi vì sao ạ? Bởi vì chúng ta là gì ạ? Chúng ta tìm những cái bề mặt có cái độ cao thấp khác nhau để chúng ta tạo nên cái ma tre về trong cái việc tạo ra một cái bản in theo cái kỹ thuật bản dập, đúng không ạ? Thế lớp 11 thì chúng ta lại học về tranh in nổi. Thì các thầy cô thấy ạ, trong tranh của chúng ta thì chúng ta có rất nhiều các cái loại vật liệu để tạo bản in. Đấy, từ format này, từ thạch cao này, từ gỗ này, đúng không ạ? Từ bìa này. Thế thì chúng ta làm sao ạ? Chúng ta phải linh hoạt để làm sao chúng ta chọn được một cái vật liệu làm sao nó phù hợp nhất mà chúng ta có thể dạy được. Đấy, ví dụ như đây các thầy cô thấy trong sách, chúng ta đâu có phải ở đây ạ, ví dụ như bìa cứng, chúng ta đây các thầy cô nhìn trên trang sách. Đấy, bìa cứng đây, đấy, các thầy cô thấy ạ, bìa cứng chúng ta có thể tạo được một bức tranh in nổi. Đấy. Thế thì chúng ta hoàn toàn có thể gì ạ, cho học sinh hướng dẫn, nhưng mà khi mà tạo ván in ý, thì chúng ta có thể cho học sinh thực hiện ở nhà theo các cái vật liệu mà học sinh có thể có thể format này, bìa cứng này, thạch cao này, gỗ này. Gỗ thì có rất nhiều loại gỗ, cứ gọi gỗ nào thấm màu, thấm mực in ấy là chúng ta có thể sử dụng được. Thế chúng ta có thể cho học sinh tạo rất nhiều cái bản in ở nhà, cái ván in ấy. Và ở trên lớp thì trong thời gian hạn chế của mình thì chúng ta có thể gì ạ, cho học sinh thực hành in ở trên lớp thôi. Hoặc là lên trên lớp thì chúng ta có thể gì ạ, là giúp học sinh hoàn thiện cái ván in của mình, đúng không ạ? Ván in chúng ta thể tạo các cái ma tre, các cái đường trang trí để tạo nên cái căn cứ trên cái ván in của học sinh đã thực hiện, thì chúng ta thể góp ý nhận xét để làm sao học sinh hoàn thiện cái ván in trong cái điều kiện tốt nhất có thể, chứ không phải chúng ta làm thay các học sinh. Đấy, các thầy cô lưu ý như vậy. Đấy, các thầy cô thấy rất nhiều nội dung chúng tôi đã
đã đưa lên trên các cái slide này thì các thầy cô ví dụ trong nội dung điêu khắc làm về tượng tròn cũng thế, chúng ta nhận biết cái gì, chúng ta khám phá cái gì, chúng ta thực hành cái gì, đúng không ạ? Thì chúng ta thảo luận nhóm cái gì, chúng ta làm sản phẩm cá nhân cái gì, thì trên này chúng tôi đã lưu ý rất cụ thể, quyết định cụ thể. Đấy, ví dụ chúng ta cũng đã có những cái lưu ý căn cứ nào để chúng ta đánh giá cái sản phẩm học sinh, ví dụ như thế, đúng không ạ? Xác định trục và tỷ lệ, xác định các khối chính, tạo chi tiết đấy, đúng không ạ? Đấy là ví dụ những cái kỹ thuật này, thì bên cạnh học sinh được tìm hiểu ở trên lớp, được thực hành, một số học sinh được thực hành ở trên lớp, thì chúng ta có thể giao nhiệm vụ cho học sinh về nhà làm, ví dụ như xác định trục, ví dụ tạo các khối lớn, ví dụ tạo chi tiết, và cái gì ạ, chúng ta có thể kiểm tra bằng cách gì ạ, học sinh mang cái sản phẩm của mình đến lớp, thậm chí là gì ạ, chụp ảnh gửi cho thầy cô chúng ta. Các thầy cô lưu ý à, chúng ta hoàn toàn có thể tin tưởng học sinh, bởi vì sao, những cái đây là môn lựa chọn. Thế khi học sinh học cái môn này thì bản thân học sinh đã yêu thích, học sinh thích, học sinh mới chọn. Thì báo cáo với các thầy cô là gì ạ, không phải là một, trong rất nhiều học sinh của trường chúng ta không phải ai cũng yêu thích mỹ thuật, chúng ta phải thừa nhận như vậy, đúng không ạ? Không phải ai yêu thích môn lý, môn hóa, môn sinh, hoặc là môn, thậm chí là những cái môn mà thi tốt nghiệp không phải học sinh nào cũng yêu thích. Thế thì môn của chúng ta có một cái lợi thế ở cấp trung học phổ thông, nó khác với trung học cơ sở là gì ạ? Học sinh đến với môn chúng ta là do cái gì ạ? Do yêu thích, học sinh mới lựa chọn, đúng không ạ? Còn khi học sinh lựa chọn ấy, thì chưa chắc đã chọn đúng cái nội dung mình yêu thích, bởi vì nhà trường chưa chắc đã tổ chức cái nội dung đấy, nhưng ít nhất đến với môn mỹ thuật với trong một cái tâm thế gì ạ? Tâm thế yêu thích và muốn được học cái môn này. Do đó nên các thầy cô hoàn toàn yên tâm là khi chúng ta giao những cái bài tập nhỏ về nhà làm, hoặc là những cái dự án học tập về nhà làm, thì học sinh sẽ tập trung thời gian, dành thời gian để thực hiện cái sản phẩm đó. Và chúng ta kiểm soát bằng cái gì ạ? Bằng sản phẩm, bằng quá trình. Nếu mà các em chụp ảnh thì các em phải chụp ảnh quá trình làm từ bước 1, bước 2, bước 3, bước 4 thế nào cho tôi. Thế nhưng cái đấy thì rõ ràng các thầy cô biết là không thể ngụy tạo được, đúng không ạ? Hoặc là khi sản phẩm cuối cùng thì học sinh mang đến lớp trưng bày thì rõ ràng là nó phải là một sản phẩm thật, nó không phải là một cái sản phẩm mà chép của người khác được, đúng không ạ? Mặc dù có chép thì cũng học giúp học sinh hình thành được cái kỹ thuật thực hiện một cái sản phẩm như vậy. Nó không phải như một cái bài văn mà chúng ta có thể chép một bài văn mẫu, hay là một cái bài lý hóa mà đã có thể có sẵn ở trên mạng. Đây là chúng ta giao được cái nhiệm vụ, ví dụ như em làm một bức tượng về người thân trong gia đình của em, tôi nói ví dụ như vậy, trong đó xác định được khối chính đúng không ạ, làm bằng chất liệu mà các em, chất liệu tạo hình mà các em có thể có sẵn, ví dụ như đất nặn này, ví dụ như đất sét này, ví dụ như giấy báo đấy, ví dụ như vậy. Thì trong cuốn điêu khắc thì các thầy cô thấy chúng ta cũng đã gợi ý hết rồi, học sinh có cái cơ sở để học sinh thực hiện rồi. Thế thì hoàn toàn chúng ta có thể yên tâm về cái chất lượng cái sản phẩm của học sinh, mà chúng ta không sợ nó là gì ạ, nó là ngụy tạo, đúng không ạ? Các em cứ làm đi, các em chỉ quá trình. Xin nhắc lại là trong cái phạm vi rất ngắn của cái nội dung dạy ở trong nhà trường có 16 tiết, chúng ta không hy vọng học sinh trở thành một nghệ sĩ, mà chúng ta giúp cho học sinh yêu thích cái loại hình mà học sinh thích. Đầu tiên là phải yêu đã, yêu xong mới bắt đầu học lên, tìm hiểu thêm và tự rèn cho mình những cái nhìn, có cái tính thẩm mỹ cũng như là các kỹ năng để thực hiện cái môn học của mình một cách hiệu quả nhất, được không ạ? Đấy, chúng ta có rất nhiều cách đấy, ví dụ thiết kế đồ họa, thiết kế đồ họa ở lớp 10 chúng ta học về logo, lớp 11 chúng ta học về cái gì ạ? Về thiết kế xuất bản phẩm. Xuất bản phẩm ví dụ như nó xuất hiện quanh đời sống chúng ta, từ một cuốn sách, từ bìa sách cho đến nội dung sách, chuyện rất nhiều, đúng không ạ? Từ minh họa chuyện, vẽ tranh minh họa, chúng ta có rất nhiều cách. Thế thì cái gì ạ? Chúng ta giúp cho học sinh có một cái hệ thống. Thì các thầy cô biết là như cái nội dung thiết kế xuất bản phẩm thì học sinh đã được học ở cấp trung học cơ sở rồi, đã có những cái dạng bài, ví dụ như vẽ thiết kế bìa sách này, ví dụ vẽ minh họa một nội dung trong một cuốn sách này,
Ví dụ như cái dạng bài thì chúng ta đã làm rồi, đúng không ạ? À, vấn đề là gì ạ? Chúng ta lên lớp 11 thì chúng ta hệ thống lại. Hệ thống lại. Để các thầy cô thấy chúng tôi đưa ra rất nhiều cái lưu ý để các thầy cô có thể tham khảo khi mà chúng ta xây dựng kế hoạch dạy học. Đấy, ví dụ thiết kế thời trang. Lớp 10 chúng ta đã học về thiết kế mẫu trang phục rồi. Lớp 11 chúng ta học về gì ạ? Thiết kế phụ kiện thời trang. Đấy, túi sách này. Đúng không ạ? Rất nhiều cái túi sách này, cà vạt này, tất cả những cái liên quan đến cái gắn trên người hoặc là mang trên người. Đấy, thiết kế các bằng các cái vật liệu sẵn có. Nội dung thiết kế công nghiệp cũng dạy. Các thầy cô thấy thiết kế công nghiệp là chúng ta đã dạy, chúng ta đã dạy từ chúng ta đã dạy ở gì ạ? Ở cấp trung học cơ sở rồi, chúng ta cũng đã dạy học sinh làm gì, đồ chơi này, đồ trang sức hay là gì ạ, đồ gia dụng rồi, thì lên lớp 11 thì chúng ta lại hệ thống lại. Đấy, chúng ta hệ thống lại, hệ thống lại ở cái lĩnh vực là thiết kế trang sức. Nghĩa là gì ạ? Chúng ta không có những cái nội dung hoàn toàn mới, không có nội dung hoàn toàn mới, mà chúng ta có những cái nội dung có tính kế thừa. Và lên cấp trung học phổ thông thì chúng ta hệ thống lại và có tính định hướng nghề nghiệp để học sinh làm gì, từ yêu thích mà biết là cái năng lực của mình có phù hợp hay không, để chúng ta có những cái lựa chọn liên quan đến nghề nghiệp trong tương lai. Tương lai đây chúng ta hoàn toàn thấy là chúng ta có tương lai gần, tại vì học sinh đã lớp 11 từ lớp 12 là bắt đầu phân luồng đi học vào trong các cái ấy, đi học vào trong các cái công việc khác nhau liên quan đến lĩnh vực mỹ thuật, đúng không ạ? Đấy, ví dụ từ cái bài có cái tính chất định hướng thì chúng ta chuyển sang những cái dạng bài thực hành. Báo cáo với thầy cô là chúng ta không có bài nào chỉ là lý thuyết thuần túy. Đấy. Do đó là khi mà chúng ta kiểm tra thì chúng ta không có kiểm tra nào là liên quan đến lý thuyết thuần túy cả. Nó đều gắn với thực hành cả. Thực hành chẳng qua là chúng ta thể hiện bằng những hình thức khác nhau thôi. Đấy, nội dung thiết kế mỹ thuật đa phương tiện thế. Lớp 10 chúng ta học về gì ạ? Nhiếp ảnh. Thì lớp 11 chúng ta học về cái gì ạ? Lớp 11 chúng ta học về video clip. Lớp 12 chúng ta học về thiết kế giao diện trang web. Thế thì ở cái nội dung thầy cô thế ạ, chúng ta không hẳn là phải có phương tiện thì chúng ta mới có thể làm được một video clip. Các thầy cô biết bây giờ là mạng xã hội nó phát triển rất mạnh. Tất cả các cái sáng tạo về nội dung trên các cái thiết bị mà được sử dụng trên nền tảng được số hóa, nó rất phong phú. Các thầy cô có thể thực hiện một cái nội dung 2-3 phút đưa lên TikTok hay là đưa lên Facebook hay là đưa lên YouTube chỉ qua một cái điện thoại, đúng không ạ? Thế thì để dạy học sinh một cách cơ bản thì chúng ta vẫn phải gì ạ? Dạy nó có bài bản. Chứ chúng ta không thể dạy học sinh có thể ở lớp 11 ví dụ đã thực hiện những cái video ngắn rồi, nhưng mà khi mà được học ở trong nhà trường ấy, thì chúng ta học một cách bài bản, chúng ta hiểu được những cái khái niệm ví dụ như phân cảnh, ví dụ như kịch bản, và chúng ta bắt đầu từ đâu để chúng ta thực hiện một cái sản phẩm video clip nó hiệu quả, nó hấp dẫn. Đấy. Hay là chúng ta hay có khái niệm là triệu like, ví dụ như vậy. Thì tất cả những cái này là chúng tôi đã đưa có cái tính chất hệ thống vào đây để làm sao ạ? Để các thầy cô có truyền tải cho học sinh một cái niềm yêu thích trong cái lĩnh vực liên quan đến mỹ thuật. Đấy, các thầy cô thấy đúng không ạ? Chúng tôi cũng có những cái dạng bài nó rất gần gũi, rất cụ thể, và khi mà chúng ta triển khai thì chúng ta sẽ giúp cho học sinh biết này, yêu thích và có thể vận dụng cái kiến thức kỹ năng sử dụng trong thực tiễn của cuộc sống. Đấy, ví dụ trong chỉ cũng ví dụ 16 tiết học về mỹ thuật đa phương tiện, chúng ta biết cơ bản về một cái thiết kế một cái video clip theo chủ đề. Để làm sao ạ? Dẫu học sinh có không thực hiện video clip thì cũng có thể xem và hiểu kết cấu bố cục ý tưởng của một cái video clip khác. Nó có trình tự, có liền mạch, cũng như qua cái nội dung này cũng sẽ giúp cho học sinh có những cái kỹ năng để thực hiện cái bài tập ở các cái môn học khác. Đấy, bây giờ các thầy cô cũng biết là chúng ta ở kỷ nguyên 4.0 thì rất nhiều dạng bài
thực hành ở các cái môn học khác họ đều sử dụng cái hình thức của sử dụng công nghệ. Thì ở đây nếu mà chúng ta giúp học sinh cái bài này tốt thì học sinh có thể thực hiện ở những các cái môn khác, ví dụ như môn lý hóa sinh khi mà khám phá về thế giới tự nhiên, đúng không ạ? Ví dụ nội dung một cái nội dung mà như phó giáo sư tiến sĩ Đinh Giang Lê, tổng chủ biên giới thiệu buổi sáng là nội dung mới, ví dụ nội dung thiết kế mỹ thuật sân khấu điện ảnh, thì chúng ta học ở lớp 10 thì chúng ta học về thiết kế bối cảnh sân khấu, đến lớp 11 chúng ta học về thiết kế mỹ thuật điện ảnh và trong đó về liên quan đến cả bối cảnh phim hoạt hình, thì chúng ta không phải là chúng ta mong muốn là đào tạo nên các đạo diễn hay là nhà họa sĩ trưởng trong một xưởng phim hay là trong một bộ phim ma gì ạ. Chúng ta qua đây định hướng nghề nghiệp cho học sinh là có những cái công việc liên quan đến mỹ thuật như vậy, và học sinh nào mà cũng có yêu thích thì cũng có những cái kiến thức cơ bản, xin nhắc lại cơ bản liên quan đến cái môn nội dung thiết kế mỹ thuật sân khấu điện ảnh, hoặc là học sinh có thể nâng cao cái thị hiếu của mình khi mà xem một bộ phim hay là xem một bộ phim hoạt hình để biết thế nào là bối cảnh, đúng không ạ? Nhiều cái nội thuật ngữ mà bản thân khi mà chúng tôi trực tiếp nghiên cứu, trực tiếp tham gia biên soạn sách thì chúng tôi mới tường minh một số các cái thuật ngữ, một số các cái khái niệm như vậy. Trước là chúng ta chỉ biết thôi, báo cáo với thầy cô chúng ta chỉ biết. Thế thì khi mà chúng tôi xây dựng này, chúng tôi phải mời những cái chuyên gia liên quan đến cái lĩnh vực này. Ví dụ ở nội dung này là chúng tôi phải mời là gì ạ? Nghệ sĩ nhân dân, đạo diễn, họa sĩ Nguyễn Hữu Phần. Ông là đạo diễn đã rất quen với các thầy cô trong ví dụ như các cái tác phẩm, ví dụ như Ma Làng, đúng không ạ? Hay là Trịnh Công Sơn, mà ở đấy gắn với các ví dụ Ma Làng là gắn với tên tuổi của nhân vật gì ạ? Chu Văn Quỳnh, đúng không ạ? Thì chúng tôi phải mời những người mà các nhà thực hành trong cái lĩnh vực mỹ thuật để tham gia biên soạn cùng. Đấy, chúng tôi cũng không phải là một những cái tác giả mà một người có thể biên soạn được cả 10 nội dung này. Thế thì đến đây thì các thầy cô lưu ý là gì ạ? Buổi sáng có một cái nội dung chia sẻ là gì ạ? Một cái mặt hạn chế của đội ngũ giáo viên mỹ thuật của chúng ta hiện nay là vì cái lớp kế cận là chưa được đào tạo kịp thời để ra trường và đảm nhận cái công việc này, thì các thầy cô hiện nay là được điều động, đa số là được điều động từ trung học cơ sở hoặc là tuyển mới, hoặc là từ một số các cái có cái chuyên ngành mỹ thuật nhưng mà được đào tạo để dạy về môn mỹ thuật. Thế thì rất nhiều nội dung là chúng ta chưa được đào tạo, báo cáo với các thầy cô chúng ta chưa được đào tạo, ví dụ như nội dung mỹ thuật đa phương tiện, ví dụ như nội dung mỹ thuật thiết kế mỹ thuật sân khấu điện ảnh, ví dụ nội dung kiến trúc là rất nhiều thầy cô ở đây chưa được đào tạo. Đấy. Thế thì chúng ta lại lưu ý là gì ạ? Chúng ta có một cái lợi thế là chúng ta có nghiệp vụ sư phạm. Chúng ta được tập huấn, chúng ta được tìm hiểu tài liệu trước. Nên có rất nhiều các cái nội dung, khái niệm, phạm trù, thuật ngữ là chúng ta chưa biết rõ trước đây. Nhưng mà qua gì ạ? Qua cái nghiệp vụ của chúng ta, qua cái những buổi tập huấn, qua những cái thời gian mà chúng ta tìm hiểu về sách giáo khoa, sách giáo viên, đúng không? Chúng ta sẽ làm quen với nó. Thì chúng ta thấy rằng chúng ta là những nhà sư phạm, nó khác với những nhà thực hành. Những nhà thực hành là gì ạ? Vì là những nhà đạo diễn, ví dụ nhà họa sĩ, nhà điêu khắc, nhà nhiếp ảnh gia, ví dụ thế. Thì họ là những người thực hành, còn chúng ta là những nhà sư phạm. Thế thì những nhà sư phạm là chúng ta chỉ cần biết thôi. Biết và qua nghiệp vụ của chúng ta truyền tải cái chúng ta biết, cái kiến thức trong sách, cái kỹ năng trong sách đến với học sinh. Chứ chúng ta không phải nhà thực hành, báo cáo với thầy cô chúng ta này. Bản thân tôi cũng là gì ạ? Được đào tạo chuyên ngành về sáng tác, hội họa, đúng không ạ? Thầy tổng chủ biên Đinh Gia Lê là được đào tạo về gì ạ? Về điêu khắc, ông là một nhà điêu khắc. Đấy. Thế thì mỗi nhà người chúng ta là có một cái chuyên ngành riêng, nhưng chúng ta đến đây trong cái buổi tập huấn này để chúng ta gì ạ? Tìm hiểu cách sử dụng sách giáo khoa và những cái thông tin liên quan để gì ạ? Chúng ta chuẩn bị tốt, hành trang tốt cho chúng ta bước vào một cái năm học mới khi mà dạy một cái nội dung mới. Đấy.
Thế thì về cơ bản ấy thì chúng ta cũng bình đẳng với các giáo viên khác thôi, bởi vì sao? Năm học tới 2023-2024, dù giáo viên ở bất kỳ môn nào họ đều phải dạy cái nội dung mới theo chương trình mới mà. Đúng không ạ? Không ai năm tới là chúng ta phải dạy chương trình mới thôi, chúng ta không thể dạy được lại cái chương trình 2006 được. Nhất là trong môn mỹ thuật chúng ta là lần đầu tiên xuất hiện. Thế thì chúng ta có cái kiến thức nền, chúng ta được đào tạo kiến thức nền, chúng ta là có nghiệp vụ sư phạm, bao nhiêu năm kinh nghiệm chúng ta đi dạy học về mỹ thuật, chúng ta có những cái buổi tập huấn, chúng ta có những cái tài liệu trên các cái nền tảng số, chúng ta có thời gian chúng ta nghiên cứu, thì chúng tôi tin rằng các thầy cô hoàn toàn yên tâm để dạy cái môn mỹ thuật trong năm học tới một cách hiệu quả. Đấy, các thầy cô lưu ý như vậy để làm sao ạ? Để các thầy cô sau buổi này phải yên tâm, với các thầy cô có những cái công cụ, có những cái phương tiện giúp đỡ các thầy cô rất hiệu quả. Đấy, tí nữa phương tiện là gì thì tí nữa chúng ta sẽ tìm hiểu thêm. Đấy, các thầy cô thấy đúng không ạ? Tất cả nội dung của chúng tôi đều có cái gợi ý hết. Đấy, các thầy cô lưu ý nhé, chúng tôi chỉ dám dùng từ là gợi ý thôi chứ không phải bắt buộc. Đấy, chúng tôi đưa ra từ gợi ý để làm sao ạ? Để có những cái để các thầy cô tham khảo, để các thầy cô tham khảo trong những cái nội dung mới mà chúng ta triển khai trong cái năm học tới, năm học 2023-2024. Đấy, kiến trúc cũng thế, bài 1 chúng tôi có gợi ý, bài 2 chúng tôi có gợi ý. Thế các thầy cô xin nhắc lại là chúng ta lại nghiên cứu tài liệu để thấy cái nào mà chúng ta thấy hợp lý thì chúng ta sử dụng, cái nào mà chúng ta chưa thấy hợp lý thì chúng ta sẵn sàng điều chỉnh, bổ sung sao cho hợp lý, làm sao mà khi chúng ta đứng lớp thì chúng ta hoàn toàn tự tin và chúng ta biết là chúng ta sẽ dạy cái gì và sẽ đạt được cái gì. Đó là hình dung ra một cái bước rất quan trọng để chúng ta triển khai các cái nội dung. Ở chuyên đề học tập cũng vậy, đúng không ạ? Quy trình chúng ta dạy học như thế nào, lưu ý triển khai như thế nào thì chúng tôi cũng đã cung cấp để các thầy cô có cái thông tin để các thầy cô tham khảo. Đấy, chuyên đề 1, chuyên đề 2, 1 thì liên quan đến hình họa, 2 là liên quan đến trang trí, 3 là liên quan đến bố cục. Đấy, các thầy cô thấy đúng không ạ? Chúng tôi cũng đã có những cái định hướng rất rất rất, rất quan trọng để các thầy cô có thể tham khảo. Đấy. Thế thì sau cái phần lưu ý này thì các thầy cô có ý kiến gì cần trao đổi? Mời các thầy cô ạ. Không biết thầy Thành ở Khánh Hòa đã vào chưa ạ? Xin ý kiến của thầy Thành ở Khánh Hòa, năm ngoái là cũng có cái cơ hội được làm việc với thầy Thành ở trong cái nhóm báo cáo viên. Năm vừa rồi cũng thấy thầy Thành rất tích cực trong cái kết hợp với dạy mỹ thuật ở cấp trung học phổ thông ở lớp 10. Thầy Thành không biết đã vào chưa ạ? Thế mời các thầy cô khác cho ý kiến ạ. Chúng ta có cái ý kiến thì chúng ta hoàn toàn có thể trao đổi thảo luận để tìm ra một cái hướng đi cho nó phù hợp. Các thầy cô lưu ý nhé, tất cả các cái slide này chúng tôi sẽ đưa lên trên trang web của nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Hiện nay là đã đưa rồi đấy ạ. Và trang diễn đàn của bộ sách trên Facebook. Đấy, chúng tôi sẽ đưa đầy đủ, các thầy cô có thể là biết được bộ sách là có cái gợi ý như vậy, khi nào chúng ta dạy cái nội dung nào thì chúng ta tham khảo, chứ không phải là chúng ta tham khảo hết, đúng không ạ? Chúng tôi biết là một năm các thầy cô cũng chỉ chọn 4 nội dung để dạy thôi, thế thì chúng ta dạy cái nội dung nào thì chúng ta tham khảo nội dung đấy, chứ chúng ta các cái nội dung khác là chúng ta cũng chỉ biết thôi, biết để làm gì ạ? Nếu mà phụ huynh họ hỏi thì chúng ta cũng có thể trao đổi được, nắm được thông tin để chúng ta trao đổi. Đấy. Mời các thầy cô ạ. Các thầy cô có cái nội dung gì trao đổi ạ? Đấy. Chúng tôi để ý là có cái nickname là Trang Minh Khoa thì lúc là nam, lúc là nữ. Rất là biến đổi đấy. Vừa nói chắc là các thầy lại tắt ngay mic thì chắc là cái lúc trước là chắc là người nhà cầm hay sao? Dạ, các thầy cô còn có nội dung gì trao đổi không ạ? Không để chúng tôi đi sang một cái nội dung khác ạ.
Dạ, nếu mà không, dạ có ai đặt câu hỏi gì không ạ? Thầy em xin hỏi lại cái nội dung nãy đó qua thầy. Nghe không thầy? Dạ có ạ, mời thầy nói đi ạ. Dạ ở đây cũng mưa to quá cho nên cũng tranh thủ em hỏi cái nội dung là ví dụ như là mình dạy cái sách chuyên đề đó đưa vào chương trình mình học chính khóa của học sinh. Như vậy mình dạy cái sách đó thì theo cái sách chuyên đề đó là 35 tiết. Vậy thì nếu mình dạy là cái kia là mấy cái thay thừa thông về cái gì là mình bốn phân môn. Vậy thì nếu mà dạy sách chuyên đề đó vậy mình dạy còn sách chuyên đề và hai phân môn thôi, phải giảm lại một phân môn đúng không thầy? À bây giờ xin ý câu hỏi của thầy xin trao đổi như thế này nhá. Thì giờ đầu tiên chúng ta phải nắm về chương trình. Chúng ta không thể lấy cái nọ dạy thay cái kia được, đầu tiên phải như vậy. Thế thì các thầy cô lưu ý là môn mỹ thuật của chúng ta này, chúng ta có hai cái loại sách ở trong chương trình, một là sách giáo khoa. Đây gọi sách giáo khoa. Sách giáo khoa chúng ta có 10 cuốn tương ứng với 10 nội dung. Đấy, các thầy cô lưu ý đầu tiên chúng ta phải làm đúng. Chúng ta có 10 cuốn tương ứng với 10 nội dung. Và học sinh nếu mà chọn môn mỹ thuật ý, thì sẽ học 4 nội dung tương đương với 70 tiết trong một năm. Được không ạ? Đấy là đầu tiên là sách giáo khoa. Thứ hai nữa là mỗi mỗi nội dung, mỗi môn học ý, thì chúng ta có một cái chuyên đề học tập. Do đó các thầy cô phải thống nhất với nhau là gì ạ? Chuyên đề học tập là sách khác với sách giáo khoa. Đấy, đầu tiên là như vậy. Đấy. Đúng không ạ? Thế thì mỗi mỗi môn học trong chương trình 2018 ở cấp trung học phổ thông thì đều có chuyên đề học tập kèm theo. Nghĩa là gì ạ? Môn mỹ thuật có chuyên đề học tập của môn mỹ thuật, môn âm nhạc có chuyên đề học tập môn âm nhạc. Môn ngữ văn có chuyên đề học tập của môn ngữ văn. Thế để làm rõ này chúng ta quay lại cái slide đầu tiên để chúng ta phân tích. Chúng ta mà làm sai cái này là chúng ta hỏng hẳn luôn đấy, hỏng hẳn theo chương trình luôn đấy. Đầu tiên chúng ta thế nên cái buổi tập huấn này báo cáo với các thầy cô rất quan trọng. Chúng ta có cái nội dung gì chúng ta phải hỏi ngay. Bởi vì chúng ta không hỏi mà chúng ta áp dụng sai là chúng ta thì đấy lại không phải lỗi của môn học hay là lỗi của báo cáo viên đúng không ạ? Đấy nhá, đầu tiên là các thầy cô quan sát trên màn hình. Cái này có chiếu trên màn hình không? Các thầy cô quan sát trên màn hình nhá. Như vậy là trên màn hình là gì ạ? Chúng ta có một bộ sách giáo khoa cấp trung học phổ thông. Bộ sách có tên là Kết nối tri thức với cuộc sống. Ở đây có đầy đủ các cái môn học và hoạt động giáo dục. Đấy, các thầy cô nhìn trên màn hình nhá. Môn học này, hoạt động giáo dục nó là cái gì ạ? Đây ạ, hoạt động giáo dục. Đây là hoạt động trải nghiệm và hướng nghiệp, đúng không? Cái này nó gọi là cái cuốn màu xanh bên tay phải trên màn hình của các thầy cô ấy thì nó gọi là hoạt động giáo dục. Đó là cuốn hoạt động trải nghiệm và hướng nghiệp. Còn lại là các môn học, đúng không ạ? Đầu tiên chúng ta phải thống nhất như vậy. Ở đây các thầy cô thấy ạ, toán, ngữ văn này, tiếng Anh, hóa học, sinh học, vật lý, lịch sử, giáo dục kinh tế và pháp luật, giáo dục an ninh quốc phòng. Thì ở đây các thầy cô thấy là hiện chúng ta có những cái môn này nó thuộc là môn bắt buộc này. Toán này, ngữ văn này, tiếng Anh là ngoại ngữ 1. Đấy. Môn lịch sử này, môn giáo dục kinh tế và pháp luật và môn giáo dục an ninh quốc phòng. Đây là những cái môn và giáo dục thể chất nữa. Đây là những cái môn gọi là môn bắt buộc. Đấy. Môn bắt buộc là gì? Học sinh lên trung học phổ thông là phải học. Đầu tiên là như vậy, chúng ta phải hiểu môn bắt buộc đã. Tiếp theo là chúng ta có môn lựa chọn. Môn lựa chọn các thầy cô nhìn trên màn hình nó gì ạ? Môn gì ạ? Môn hóa học này, hàng đầu tiên nhá. Môn hóa học, môn sinh học này, môn vật lý này, môn tin học này, âm nhạc này, địa lý này, tin học này, công nghệ và môn mỹ thuật. Đấy các thầy cô, môn mỹ thuật của chúng ta là nguyên một hàng đấy, tại vì chúng ta là có 10 nội dung và học sinh chọn 4 trong 10 nội dung. Thế thì bên cạnh các cái môn học và hoạt động giáo dục trong chương trình ấy, thì chúng ta có các cái chuyên đề tương ứng. Đấy, các thầy cô nhìn nhá, chuyên đề tương ứng là gì ạ? Ví dụ chuyên đề toán này, toán có chuyên đề toán này, ngữ văn này, hóa học, sinh học, vật lý, giáo dục kinh tế, pháp luật, lịch sử là hàng trên này, địa lý này, mỹ thuật này, âm nhạc, tin học, công nghệ. Đấy là những cái môn chúng ta gọi là môn đây là những cái cuốn sách chúng ta gọi là chuyên đề học tập. Như vậy là gì ạ? Chuyên đề học tập không thể thay cho cái sách giáo khoa được.
Đầu tiên chúng ta phải xác định khái niệm đấy. Đây là sách giáo khoa. Slide này là sách giáo khoa và slide này là đề học tập. Chuyên đề học tập thì làm sao ạ? Thì học sinh được chọn mỗi nhóm là một chuyên đề học tập, mỗi nhóm môn là một chuyên đề học tập. Và chuyên đề học tập này là dạy độc lập so với các cái nội dung trong sách giáo khoa. Nếu mà học sinh chọn chuyên đề học tập môn mỹ thuật thì sẽ học là 35 tiết trên một năm. Đấy. Nếu mà học sinh chọn cả sách giáo khoa và chuyên đề học tập thì là có thời lượng là 105 tiết trên một năm. Đấy. Thế thì ba cái học sinh được chọn 3 chuyên đề học tập trong 13 cái chuyên đề học tập này. Đấy, có cuốn là 2 tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Đấy, 12 cái chuyên đề học tập. Đấy, học sinh sẽ được lựa chọn 3 trong 12 chuyên đề học tập này. Như vậy là gì ạ? Có thể học sinh sẽ học môn mỹ thuật nhưng không chọn chuyên đề học tập của môn mỹ thuật. Cái chuyện đấy là chuyện bình thường. Trong chương trình họ quy định như vậy, chuyện bình thường đúng không ạ? Học sinh có thể chọn học môn địa lý nhưng chưa chắc đã chọn chuyên đề học tập của môn địa lý. Do đó học sinh chọn cái gì, chúng ta tổ chức cái gì thì chúng ta không thể thay thế chuyên đề học tập cho sách học sinh được. Đó là nguyên tắc. Chúng ta không thể lấy 35 tiết của chuyên đề học tập thay cho hai cái nội dung của sách học sinh được. Đấy, câu chuyện nó là như vậy. Do đó chúng ta phải xây dựng một cái kế hoạch dạy học ngay từ đầu năm với những cái nội dung như vậy để học sinh chọn. Còn chúng ta không xây dựng những cái môn, những cái chuyên đề học tập cho học sinh chọn ngay từ đầu năm ấy thì chúng ta không thể dạy và chúng ta không thể lấy cái nọ thay cái kia được. Đấy là câu chuyện về nguyên tắc. Mà nguyên tắc này nó nằm trong thông tư 32 ban hành về chương trình giáo dục phổ thông. Đấy, thế thì ở thầy ở Kiên Giang thầy có trao đổi là gì ạ? Ở trường thì chuyên đề học tập chỉ vài học sinh đăng ký học nên chúng ta không thể mở lớp được. Thế đấy là cái câu chuyện mà khi dạy ở những cái năm đầu tiên ấy thì các cơ quan quản lý giáo dục họ đã hình dung ra được câu chuyện này. Như chúng tôi đã chia sẻ, không phải là đã là những cái môn lựa chọn thì các thầy cô biết là gì ạ? Có thể ngon với người này nhưng lại không ngon với người khác. Như chúng ta đi ăn buffet, đúng không ạ? Có thể món tôm hùm rất ngon, ngon với chúng ta, nhưng mà một số người thì người ta không ăn được bởi vì dị ứng. Ăn tôm, ăn hải sản hay bị dị ứng. Thế thì khi mà học sinh lựa chọn ít thì rõ ràng nhà trường phải dành những nguồn lực để tổ chức các cái nội dung khác mà học sinh lựa chọn nhiều. Cái điều này là trong những cái năm đầu tiên chúng ta sẽ phải gặp. Sau này khoảng hết một vòng của sách, hết 3 năm thì khi chúng ta dạy đủ lớp 10, 11, 12 thì những cái vấn đề bất cập, những cái vấn đề phát sinh trong thực tiễn nhà trường ấy thì Bộ Giáo dục sẽ có những cái điều chỉnh. Thì lúc đấy chúng ta sẽ thực hiện theo điều chỉnh. Còn khi mà cơ quan quản lý giáo dục từ cấp bộ cho đến sở giáo dục chưa có điều chỉnh gì thì buộc lòng chúng ta phải thực hiện theo những cái văn bản quy phạm pháp luật. Đây là quy định rồi thì chúng ta không thể làm khác được. Có chăng là gì ạ? Chúng ta sẽ ở ví dụ như cái tên thầy, nickname của thầy là Trang Minh Khoa ở Kiên Giang đúng không ạ? Thì chúng ta có thể giải pháp là gì ạ? Chúng ta đưa cái này vào câu lạc bộ và chúng ta dạy theo hình thức câu lạc bộ. Cũng hoàn toàn là một phương án. Hoặc là chúng ta gì ạ? Hoặc là chúng ta có thể dạy đối với những học sinh yêu thích thì chúng ta dạy ở 2. Tuy nhiên là chúng ta lại phải xây dựng cái kế hoạch rất cụ thể và báo với nhà trường. Chứ chúng ta không thể tự tiện để chúng ta tổ chức được, bởi vì nó nằm trong chương trình cũng như nằm trong cái không gian nhà trường, đúng không ạ? Hay ví dụ như cô Thảo ở đấy ở cũng có ý kiến là gì ạ? Chúng ta phải định hướng học sinh. Chúng ta muốn dạy cái môn đấy thì chúng ta định hướng học sinh. Bảo nếu ở trường chúng ta ví dụ chỉ khoảng một số học sinh mà muốn thi vào các cái trường mà thi năng khiếu mỹ thuật thì chúng ta bảo là nếu mà các em học môn này thì các em là gì ạ? Có cơ hội bình đẳng với các học sinh trên toàn quốc.
Nếu mà chúng ta dạy được thì chúng ta tốt quá, bởi vì học sinh ở, không phải học sinh ở đâu cũng có những cái trung tâm luyện thi mỹ thuật, đúng không ạ? Luyện thi đầu vào mỹ thuật ấy. Thì nếu mà chúng ta học được những cái nội dung trong cuốn chuyên đề này thì rất tốt. Học sinh ít nhất có những cái kiến thức cơ bản. Tất nhiên là muốn thi vào trường A, trường B, trường C, ví dụ như trường kiến trúc, trường mỹ thuật công nghiệp hay là trường mỹ thuật Đại học Mỹ thuật Hồ Chí Minh, ví dụ như vậy, thì họ tất nhiên phải đến tận nơi để dành thêm 1-2 tháng để luyện trước khi thi, đúng không ạ? Nhưng ít nhất nếu mà học cái cuốn này thì chúng ta có những kiến thức cơ bản nhất. Ai à, ví dụ như một nickname là gì ạ? Thầy hay cô thì Robert là con nói là nếu trường hợp học sinh chọn cả chuyên đề lẫn sách học sinh thì làm thế nào? Thì chúng ta dạy cái gì nữa? Nếu mà học sinh chọn cả chuyên đề và sách học sinh thì sao ạ? Đầu tiên là nhà trường có đưa cái đấy vào kế hoạch dạy học của nhà trường hay không ạ? Đầu tiên nhà trường phải lựa chọn để đưa vào kế hoạch dạy học để học sinh chọn. Nếu học sinh chọn thì chúng ta dạy. Và như đã trao đổi nhiều rồi, nếu mà học sinh chọn cả sách giáo khoa và chuyên đề thì gì ạ? Thì chúng ta dạy 105 tiết trong một năm đối với môn mỹ thuật. Đó là nếu mà học sinh chọn. Đấy, các thầy cô hình dung nếu mà như vậy thì chúng ta dạy 4 nội dung sách giáo khoa và một cuốn chuyên đề trong vòng 105 tiết. Nếu mà học sinh chọn thì chúng ta dạy có cái gì đâu mà. Được không ạ? Nội dung này các thầy cô còn trao đổi gì không ạ? Chúng ta phải phân biệt nhé, sách giáo khoa và chuyên đề học tập. Chúng ta không thể lấy chuyên đề học tập dạy thay sách giáo khoa được. Đó là câu chuyện về nguyên tắc. Chúng ta phải nắm được như vậy thì chúng ta mới nắm được là người am hiểu về chương trình. Chứ không thì chúng ta lấy cái nọ dạy thay cái kia là chúng ta không đúng. Mà chúng ta không đúng là chúng ta sẽ bị cơ quan quản lý giáo dục ở địa phương, họ sẽ thổi còi, đúng không ạ? Về chức năng của họ là đi giám sát cái việc các cơ sở nhà trường có thực hiện đúng chương trình. Đấy. Còn việc dạy hay là dạy như nào đó thì câu chuyện khác. Đầu tiên phải đúng đấy, làm cái gì phải đúng đấy. Đấy. Một thầy Nguyễn Trung Trực đúng không ạ? Sở giáo dục gì đấy ạ? Sở giáo dục Kiên Giang, ngay từ đầu năm học, giáo viên và ban giám hiệu thống nhất chọn 4 cuốn sách giáo khoa và dạy hoặc không dạy chuyên đề cho học sinh chọn. Em giáo viên sẽ quyết định ngay từ đầu. Đấy là một cái ý kiến chia sẻ của các thầy cô ngay trên địa bàn của tỉnh Kiên Giang, đúng không ạ? Rõ ràng là gì ạ? Trong một địa phương, năm vừa rồi chúng ta triển khai năm sách giáo khoa mỹ thuật lớp 10 thì chúng ta đã gặp rất nhiều câu chuyện đặt ra từ thực tiễn dạy học, từ cách chúng ta xây dựng các cái nội dung và chuyên đề học tập cho học sinh chọn cho đến cách chúng ta phân bổ tiết. Đây ví dụ như thầy Nguyễn Trung Trực xin tạm gọi là như vậy, đúng không ạ? Thầy cũng có thể dạy gì ạ? Một tuần 3 tiết, 2 tiết sách giáo khoa, 1 tiết chuyên đề, hoàn toàn được. Không tổ chức chuyên đề ví dụ như vậy, ví dụ ở một cái tỉnh khác thì chúng ta có thể phân bổ thời gian cho nó phù hợp. Và các thầy cô lưu ý là gì ạ? Xin nhắc lại là Bộ Giáo dục trong các cái văn bản hướng dẫn triển khai năm học thì không quy định số tiết trong một tuần, mà chúng ta chỉ quy định số tiết trong một năm đối với mỗi môn học. Xin nhắc lại là gì ạ? Môn mỹ thuật của chúng ta, sách giáo khoa chúng ta là 70 tiết trong một năm thì chúng ta được phân định như vậy. Và chúng ta có thể phân bổ ở từng tuần học số tiết bao nhiêu, dạy nội dung như thế nào thì là theo cái xây dựng kế hoạch dạy học trong nhà trường của các thầy cô. Đấy, xin nhắc lại như vậy. Một giáo viên nữa là gì ạ? Ở Đà Lạt đúng không ạ? Ở Lâm Đồng ấy, ở địa phương chọn 4 cuốn sách, trong đó có một cuốn chuyên đề là 5, đúng không ạ? Đúng. Hiện nay trong năm đầu tiên qua khảo sát của chúng tôi thì đa số, xin nhắc lại, đa số trừ một số các cái trường có yếu tố chương trình nước ngoài thì đa số
số là họ chọn 4 cuốn sách trong sách giáo khoa, trong bộ sách giáo khoa 10 cuốn và một cuốn chuyên đề là 5 cuốn, đúng không? Cô nêu ý kiến như vậy là đúng. Bởi vì sao ạ? Xin nhắc lại là gì ạ? Nội dung sách giáo khoa là sách giáo khoa và chuyên đề là chuyên đề, và chúng ta hai cái này là hai nội dung khác nhau. Đấy, chúng ta phải nắm vững cái điều đấy. Thế thì cô, ý kiến của cô ở Đà Lạt là đúng quá rồi. À thầy ạ, đúng. Ý kiến của thầy, xin lỗi thầy ạ, ý kiến của thầy là đúng. À, thầy chọn như vậy là hoàn toàn đúng trong cái năm đầu chúng ta triển khai. Bởi vì năm đầu chúng ta triển khai ấy, thì chúng ta có rất nhiều cái yếu tố ràng buộc chúng ta, từ cơ sở vật chất, đúng không ạ, từ những cái nội dung mới, rất nhiều cái mà chúng ta cần phải làm quen, cần phải làm quen, thì chúng ta cứ làm từng bước. Và trong thông tư 32 họ cũng quy định cái điều này, là chúng ta triển khai đến đâu là phụ thuộc vào cơ sở vật chất và cái khả năng của đội ngũ giáo viên của chúng ta. Chứ không phải chúng ta, nếu mà chúng ta triển khai đồng bộ tất tần tật ngay từ năm đầu tiên thì chúng ta sẽ bị vỡ trận. Bởi vì như các thầy cô biết là nếu mà tính theo, chúng ta dạy theo cái sự lựa chọn của giáo viên ấy, thì chúng ta có 200 phương án. Mà nếu mà các thầy cô 200 phương án thì riêng môn mỹ thuật chúng ta tổ chức thành 200 lớp thì không biết bao nhiêu giáo viên cho đủ. Cái câu chuyện khó của cái người viết chương trình và những cái người ta thực tiễn triển khai, nó còn gặp rất nhiều khó khăn. Do đó chúng ta có thể lựa chọn một số các cái nội dung mà chúng ta đầu tiên là chúng ta phải am tường về nó, chúng ta chắc chắn về nó, đúng không ạ? Hoặc là chúng ta lựa chọn theo gì ạ? Theo cái sự lựa chọn số đông của học sinh. Nên chúng ta có rất nhiều cách. Ví dụ như chúng ta làm cái khảo sát trước năm học đối với những các em học sinh từ lớp 9 thi vào lớp 10, có kết quả rồi chúng ta khi mà đến thông báo kết quả ấy, thì chúng ta đưa phiếu khảo sát với, nếu mà em lựa chọn các cái môn, ví dụ đây ạ, ví dụ các một loạt các cái môn học này thì em lựa chọn môn nào và trong môn này thì em lựa chọn nội dung nào, ví dụ như vậy, thì chúng ta rất nhiều các cái thông tin, và từ cái thông tin đấy để chúng ta cân nhắc để chúng ta tổ chức, chúng ta tổ chức các cái môn học nào cho phù hợp, đúng không ạ? Nếu em cô không biết, cô hay thầy ạ cũng ho hóng đấy ạ, thì cũng có nêu là nếu chọn một cuốn sách chuyên đề học tập 3 tiết cộng thêm sách nội dung học tập để đủ về mấy tiết trong một năm có được không ạ? Đấy, cái cách đặt câu hỏi của cô nghĩa là hiện chúng ta vẫn chưa nắm vững. Năm nay chúng ta năm thứ 2 triển khai, chúng ta vẫn nắm vững. Cái cách đặt câu hỏi của cô ấy thì nó phải như thế này này. Nếu mà chọn cuốn chuyên đề học tập, cuốn đây là cuốn chuyên đề học tập và các cái nội dung trong sách giáo khoa, và 4 nội dung trong sách giáo khoa, ví dụ như vậy, đúng không ạ? Thì nó phải là 105 tiết. Nếu mà chúng ta dạy cả chuyên đề và sách giáo khoa, chứ không phải chúng ta dạy chuyên đề và nội dung sách giáo khoa là 70 tiết. Đấy, chúng ta phải tách được hai cái khái niệm. Một là sách giáo khoa, hai là chuyên đề học tập. Đấy, chuyên đề học tập là dạy độc lập so với sách giáo khoa. Đấy, sách giáo khoa thì là 4 nội dung 70 tiết, còn chuyên đề học tập là 1 cuốn 35 tiết. Đấy, các thầy cô phải hết sức rõ ràng cái chuyện này. Chứ chúng ta tham mưu mà không đúng, mà ban giám hiệu nhà trường bị thanh tra, bị sở xuống thanh tra mà bị kỷ luật ý, thì chúng ta là người đầu tiên về bị ban giám hiệu xử lý. Đấy, chúng ta phải nắm hết sức, chúng ta phải nắm hết cực kỳ chắc về chương trình thì chúng ta mới tham mưu đúng được. Đấy, các thầy cô lưu ý như vậy nhé. Được không ạ? Đến nội dung này các thầy cô có cái gì cần chúng ta cần chia sẻ không ạ? Dạ, mời các thầy cô ạ.
Dạ, mời các thầy cô, chúng ta có cái nội dung gì chúng ta cần làm rõ không? Quan trọng nhất là báo cáo các thầy cô là trong cái buổi tập huấn này thì cái hàm lượng thông tin mà chúng tôi muốn trao đổi với các thầy cô thực ra là nó không nhiều đâu. Bởi vì sao ạ? Nó hiển thị hết ở trong tài liệu rồi. Chúng ta chỉ đến đây chúng ta gặp nhau, chúng ta trao đổi, chúng ta tháo gỡ cho nhau những cái vướng mắc, những cái mà các thầy cô có thể là hiểu nó chưa thực sự là đúng thì chúng ta trao đổi với nhau. Còn những cái thông tin ý, thì báo cáo với cô là nó nằm hết trong tài liệu rồi. Chiều nay chúng tôi sẽ giới thiệu tất cả các cái tài liệu cho các thầy cô, từ tài liệu bồi dưỡng tập huấn sử dụng sách giáo khoa này, sách giáo viên này, các cái kênh thông tin để các thầy cô có thể truy cập tài liệu này, tiết dạy minh họa này. Đấy, video tiết dạy minh họa chiều nay chúng tôi sẽ xử lý hết. Thế thì quan trọng nhất là các thầy cô là đối với môn mỹ thuật này thì có những thầy cô đã dạy ở lớp 10 nhưng có thầy cô là chưa dạy ở lớp 10. Đấy. Thế thì qua cái buổi tập huấn này thì chúng tôi rất muốn, thật sự là tha thiết, là rất mong các thầy cô là có cái gì mà chúng ta còn chưa hiểu thì chúng ta cứ mạnh dạn đặt câu hỏi. Đấy, để chúng tôi nắm được, để chúng tôi còn chia sẻ, chúng tôi còn trao đổi với các thầy cô. Chứ không, nếu mà chúng ta mà không hiểu rõ mà chúng ta cứ dạy hoặc là chúng ta cứ triển khai theo cái cách hiểu của các thầy cô thì nhỡ mà chúng ta không đúng thì chúng ta sẽ rất bị ảnh hưởng. Đấy, ảnh hưởng là ảnh hưởng các thầy cô là chính. Còn chúng tôi thực ra chúng tôi không bị ảnh hưởng đâu. Bởi vì cơ quan quản lý giáo dục làm sao mà xử lý được chúng tôi, đúng không ạ? Quan trọng là các thầy cô. Thế nên rất mong là qua cái buổi này còn câu hỏi thì các thầy cô cứ mạnh dạn đặt ra để chúng tôi biết đến đâu chúng tôi xin chia sẻ trao đổi với các thầy cô đến đấy. Đấy. Dạy bốn quyền của con quyền riêng mình. Đấy, ví dụ như ở Kiên Giang bản thân các thầy cũng đã dạy ở lớp 10 rồi. Các thầy cũng thấy là gì ạ? Nếu mà chúng ta không có một cái nhận, có một cái nhiều yếu tố khác nhau thì những cái môn học của chúng ta ấy, bản thân như thầy cũng có một cái mặc định là môn của chúng ta sẽ bị ngủ đông. Đấy, nó sẽ dẫn ra như vậy. Khi chúng tôi làm việc với Bộ Giáo dục thì bản thân các thầy chuyên gia ở trên bộ, ở vụ trung học phổ thông ấy, cũng chia sẻ khi các thầy cô ở trên bộ ấy, xuống các cái địa phương tập huấn thì cũng có đâu đó có những cái mặc cảm của giáo viên chúng ta. Đó là môn của chúng ta, môn phụ. Đấy. Đó là một thực tế. Và khi nếu mà lựa chọn thì không được xem là một cái lựa chọn trong nhà trường về mặt chính thức. Nhưng mà rõ ràng các thầy cô thấy đúng không? Khi mà chúng ta đã, một đất nước chúng ta đã phát triển hàng ngày thì không phải, thì chúng ta làm quá quen với câu thì không phải mặc ấm mà phải mặc đẹp. Mà liên quan đến mặc đẹp thì liên quan đến cái gì ạ? Liên quan đến thẩm mỹ. Mà liên quan đến thẩm mỹ thì lại liên quan đến những cái môn học của chúng ta, từ âm nhạc mỹ thuật, liên quan đến giáo dục nghệ thuật. Và các thầy cô biết là gì ạ? Trong tất cả các cái môn học ở nhà trường ấy, khi mà nhà trường có một cái hoạt động chung hay có một cái sự kiện nào đó thì những cái môn nào lại là những cái môn được quan tâm nhất. Không phải là chúng ta mang một bài văn lên chúng ta đọc, hay là chúng ta mang lên một bài toán để chúng ta giải phương trình ở một cái sự kiện. Mà đó là gì ạ? Đó là mỹ thuật, để làm gì ạ? Các cái triển lãm tranh, các triển lãm sản phẩm mỹ thuật của học sinh, của giáo viên, của học sinh. Đó là gì ạ? Những cái buổi biểu diễn văn nghệ. Mà ở đó là gì ạ? Học sinh chúng ta là nếu mà có kỹ năng âm nhạc nên biểu diễn. Chứ ngoài hôm nay chúng ta mang một bài lý, một bài hóa ra để chúng ta phân tích về phương thức, về yếu tố ABC, đúng không? Thế thì chúng ta phải có một cái niềm tin rằng là chúng ta là những cái người tiên phong trong cái giáo dục nghệ thuật ở cấp trung học phổ thông. Thì trong những cái giai đoạn đầu rõ ràng là chúng ta rất khó khăn. Ngay từ đầu chúng tôi cũng đã xác định là gì ạ? Đến như giáo viên ở cấp trung học cơ sở theo cái chương trình 206 hiện đến bây giờ còn chưa đủ thì cái đội ngũ giáo viên ở cấp trung học phổ thông chúng ta còn thiếu như thế nào? Thì chúng ta phải có thời gian, đúng không ạ? Trong cái phạm vi của cái buổi tập huấn ngày hôm nay thì chúng ta không thể đi quá được cái phạm vi của chúng ta được, bởi vì tập huấn là gì ạ? Sử dụng sách,
chứ không phải chúng ta bàn về cơ chế. Thế nên cũng rất mong là qua buổi tập huấn này chúng ta có thầy cô, chúng ta có cái niềm tin về cái môn học của chúng ta. Những cái khó khăn chúng ta gặp chắc chắn chúng ta sẽ gặp phải, nhưng đó là những cái trước mắt thôi. Bởi vì xã hội, đúng không ạ, đất nước cũng như đặc biệt là Bộ Giáo dục sẽ rất quan tâm đến cái nội dung mới triển khai. Các thầy cô cũng biết là trong cái văn bản thanh tra triển khai trong năm học vừa rồi thì Bộ Giáo dục cũng đã nhắc đến những cái môn học thiếu giáo viên, những cái địa phương mà chúng ta chưa triển khai môn, một số các môn ví dụ như âm nhạc, tin học, mỹ thuật. Bộ đã có văn bản để nhắc nhở các sở giáo dục rồi, đúng không ạ? Các thầy cô cũng biết là gì ạ? Bộ Chính trị cũng đã giao cho Bộ Nội vụ là tuyển đến 65.000 giáo viên, trong đó có giáo viên cái môn môn đặc thù như môn tiếng Anh, âm nhạc, mỹ thuật, tin học, đúng không ạ? Chúng ta đã sự quan tâm như vậy. Các thầy cô biết bây giờ trên cả nước là gì ạ? Công chức là cắt giảm 5%, viên chức là cắt giảm 10% mỗi năm, mà trong đó đội ngũ giáo viên của chúng ta được quan tâm tăng biên chế lên 65.000 giáo viên, kinh khủng như vậy. Thì rõ ràng chúng ta phải có niềm tin. Chúng ta có niềm tin là chúng ta cứ coi như môn chúng ta là môn phụ, và chúng ta cho rằng ngủ đông thì nó sẽ tự bản thân chúng ta cũng sẽ là một ở một cái tâm trạng là dũng cảm, đúng không ạ? Tâm trạng không được xem nhận, không được nhìn nhận và xem trọng. Thế nên các thầy cô cũng hết sức là thoải mái, đúng không ạ? Có rất nhiều khó khăn đối với môn mỹ thuật, cũng như là khó khăn trong công tác triển khai. Cái này trên bộ cũng biết, đội ngũ tác giả chúng tôi cũng biết, và đội ngũ giáo viên trên toàn quốc cũng biết điều đó chứ. Nó là thực tiễn trước mắt chúng ta rồi. Ở một thầy cũng có nêu là gì ạ? Cuốn sách chuyên đề rất hay, nhưng nếu không để chuyên đề các em sẽ thiệt thòi, vì cuốn chuyên đề là nền tảng cho các em luyện thi đại học và các trường nghệ thuật. Thì mục tiêu của xây dựng chương trình ấy và biên soạn cái cuốn chuyên đề này là gì ạ? Tạo ra sự bình đẳng và cơ hội giáo dục cho học sinh ở toàn quốc. Như đã chia sẻ với thầy cô, không phải ở tỉnh nào, thành phố nào, quận nào, huyện nào cũng có trung tâm luyện thi mỹ thuật đâu ạ. Chắc chắn là như vậy. Chúng tôi biết là có những học sinh, ví dụ tôi ở Hà Nội, có những học sinh ở Hải Phòng, cứ cuối tuần thứ bảy chủ nhật là gì ạ? Đi tàu, đi xe ra Hà Nội để luyện thi mỹ thuật đấy. Để làm sao để có thể đáp ứng được cái yêu cầu khi thi đầu vào. Đấy. Thế nên tại sao chúng tôi cũng như ban soạn thảo chương trình đưa cái nội dung chuyên đề học tập này vào trong chương trình là gì? Để tạo sự bình đẳng. Học sinh có thể ở Tuyên Quang, ở một cái ở Lai Châu, ở Điện Biên, đúng không? Ở Kiên Giang, ở Lâm Đồng, có những cái cơ hội được tiếp cận, được trau dồi, được rèn luyện cái kỹ năng liên quan đến môn học. Và đó, nếu mà chúng ta thực hiện được thì đó là lý tưởng. Tuy nhiên, xin nhắc lại là trong những cái năm đầu tiên còn rất nhiều khó khăn, không chỉ khó khăn trong môn mỹ thuật của chúng ta đâu. Rất nhiều môn, ví dụ như môn công nghệ, có môn công nghệ nông nghiệp, công nghiệp, môn tin học, tiếng Anh, rất nhiều môn hiện nay chúng ta rất khó khăn trong trong đội ngũ giáo viên, thậm chí môn thể dục. Báo cáo với các thầy cô bây giờ thể dục học gì ạ? Học gì? Cầu lông, học bóng rổ, học bóng đá, học bóng chuyền. Có không phải là, xin báo cáo với thầy cô, không phải thầy cô nào cũng dạy được hết các cái môn này đâu. Thế nên xin chia sẻ với thầy cô để làm sao thì chúng ta cùng thống nhất với nhau cách tiếp cận, cũng có một cái niềm tin để cái nội dung tiếp theo thì xin trao đổi với các thầy cô trong buổi chiều. Buổi chiều, cái buổi tập huấn của chúng ta sẽ bắt đầu từ lúc 13:30. Rất mong các thầy cô tiếp tục có câu hỏi, tiếp tục tìm ra những cái giải pháp, chia sẻ với các thầy cô giáo ở các cái quận huyện, để chúng sao ạ, các tỉnh thành, để sao để buổi chiều chúng ta sẽ tháo gỡ phần nào những cái thắc mắc, những cái băn khoăn của các thầy cô khi chúng ta đến với môn mỹ thuật. Thế được không ạ? Thế thì buổi tập huấn đầu giờ buổi tập huấn buổi sáng ngày hôm nay đầu tiên của môn mỹ thuật lớp 11 xin tạm dừng ở đây. Chúc các thầy cô vui vẻ và nghỉ ngơi trước khi vào buổi tập huấn buổi chiều.